Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Nữ chính Lưu Diệp Sa nước mắt đầm đìa ngồi thẫn thờ, đau buồn nghĩ về chuyện tình bị cắm sừng của mình. Người cô dốc hết lòng yêu thương vậy mà lại cắm cho cô cặp sừng cao tận 2 mét. Lúc này đột nhiên bàn hát vang lên, cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé. Cô lúc này đã say mềm cạn hết cả ly rồi. Nhưng cô vẫn còn muốn uống cho quên đi nỗi buồn, nỗi đau vẫn quay quanh trong tâm trí cô. Cô mắng chửi đồ cha nam Khương Tổn Hạo, hắn vậy mà cư nhiên bắt cá hai tay lén lút cùng Trịnh Tiểu Lâm bên nhau lâu như vậy, cục tức này cô không thể nuốt trôi. Người đàn ông thấy cô nốc hết đi ly này sang ly khác liền tiến tới cản lại, cô say rồi đừng uống nữa, cô với lấy ly rượu trên tay anh ta, tôi không say tôi phải uống cho quên nỗi sầu này, đưa đây cho tôi. Cô nước mắt khóc đẫm ly rượu trên tay cô đã bị người đàn ông lấy đi. Cô cố gắng vơ lấy chiếc ly đó lại, đến cả nhìn người đàn ông còn không rõ mặt mơ hồ thấy có đến hai người. Anh giơ tay gỡ lấy chiếc kính phong ấn khuôn mặt cô ra, giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng tức giận, anh ta cõng cô đi tìm người phụ nữ khác, cô cũng có thể cõng anh ta tìm người đàn ông khác. Một người đàn ông khác? Cô mơ màng trước câu hỏi đó của anh. Thấy cô còn đang ngớ người ra anh kéo cô lại, giọng nói ma mị hết sức quyến rũ ấy lại vang lên. Giống như tôi, cô có thể hôn tôi trước. Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng, trong cơn men say mềm cô xả vào lòng anh thuận tiện đặt nụ hôn lên má anh. Nhưng anh không chỉ muốn hôn mỗi má, anh chỉ tay cô lên môi mình khẽ nói, ngoan là ở đây mới đúng. Cô nhìn anh trông có vẻ ngon nên phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế là cả hai môi chạm môi nồng nàn tình cảm. Thở không nổi mất cô vội rời khỏi người anh. Nhưng anh níu kéo cô lại sát gần giọng nói trầm ấm, cô có thể tiếp tục hôn xuống dưới. Cô xịt keo đơ ngang loát những lời anh vừa nói. Thấy cô ngây người ra anh nói, say đến nỗi ngay cả làm thế nào cũng không biết sao tôi sẽ dạy cô. Không thể để ai đó xem thường kỹ năng của mình, cô tiến lên chạm vào nam chính và thế là chuyện gì tới cũng tới. Sáng ngày hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy, cứ ngỡ mình đang ở nhà vội gọi bạn thân, Lovi cậu có thể rót cho mình một ly nước không? Thấy không có ai trả lời cô bật dậy dụi mắt, cậu ấy lại đi tự học nữa à? Cô mơ hồ mở mắt nhìn thấy căn phòng rất lạ lẫm, trên người đều không mang quần áo. 7749 câu hỏi vang lên, tôi là ai? Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tại sao tôi không mặc quần áo? Dừng khoảng chừng 2 giây cô định thần nhớ lại mọi chuyện. Ngược thời gian quay trở về quá khứ, ngày hôm qua cô đến quán cà phê để xem mắt thiếu gia tài phiệt. Cô không thích buổi xem mắt này vì thế là cô đã trang điểm bản thân mình vô cùng xấu xí đánh má hồng đậm lè, phần nền trắng bệch bon ớt thêm cặp mắt kính vuông dày cộm. Cô thầm nghĩ tân trang như vậy nhất định sẽ khiến đối tượng xem mắt khiếp sợ rồi bỏ chạy. Cộng thêm lực sát thương trang phục quê mùa của cô, nhất định sẽ khiến người khác chán ghét. Tình cờ lúc này hai người phụ nữ diện trên mình trang phục hàng hiệu bước vào quán. Một giọng nữ quen thuộc đâm thọt vang lên, cô gái váy nâu là bạn gái hiện tại của bạn trai cũ cha nam của cô. Cô ta tên là Trịnh Tiểu Lâm đồng thời cũng là bạn thân cũ của cô. Hai người họ đi cùng nhau đến quán cà phê và bắt gặp cô tại đây. Cô gái váy xanh bên cạnh châm chọc cười hả hê mỉa mai. Oh my god Lưu Sa, cô là cô bé nông thôn quê mùa mới lên thành phố à, cái loại người quê mùa như cô mà cũng muốn người khác thích sao? Trịnh Tiểu Lâm nhìn cô mỉa mai nói, Lưu Sa tháng sau tôi và Tổn Hạo, sắp đính hôn chúng tôi đều hy vọng cô có thể đến dự. Cô bực tức nhìn hai người họ nói lời thâm độc cả hiện trước mặt mình, rõ ràng cô ta cướp đi bạn trai cũ của cô và giờ còn sắp đính hôn, cả hai người họ đều phản bội cô có phải quá đáng thương không? Bất ngờ một giọng nói của một người đàn ông từ xa đi tới vang lên, các cô đang nói gì với vợ tôi vậy, cô ấy trông không vui lắm, giọng nói đanh thép tức giận của anh khiến hai người kia rén ngang, anh vừa nói vừa ôm cô lòng như đang bảo vệ cô. Cô bất ngờ thầm nghĩ đối tượng xem mắt anh ta không bị mình dọa sợ sao. Nếu vậy tạm thời cho tôi mượn anh một chút, thế là cô sẵn tiện mượn anh làm rào chắn cho mình, cô vui vẻ sĩ diện nói, giới thiệu với các cô đây là chồng yêu của tôi. Gương mặt nam thần không góc chết của người đàn ông trước mặt khiến hai người đơ ngang. Nghe cô nói vậy hai người bọn họ ngớ người hét lên, cái gì, chồng yêu ư? Anh cất giọng nói, các cô mà gọi tôi như vậy vợ tôi sẽ không vui đâu. Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào cô. Một giây sau anh ngước lên nhìn bọn họ ánh mắt đằng đằng sát khí. Bây giờ các cô có thể biến đi rồi, vợ tôi không muốn nhìn thấy các cô. Anh khó chịu vô cùng ngứa mắt hai con người này. Dứt lời anh cho người đuổi hết cả hai bọn họ ra ngoài ngay lập tức. Trịnh Tiểu Lâm bị đuổi khỏi quán trong lòng bực tức cô ta quát lớn, Tiểu Lâm tôi chính là vị hôn thê của Khương Tổn Hạo, Khương gia chính là quý tộc tầng lớp cao, không phải là những gì các người có thể động vào đâu,
lần sau gặp các người hãy đợi đấy. Cô ta ỷ dựa vào người chồng sắp cưới ra thế có của ăn của để, nên đó là lý cô ta lên mặt với bất kỳ ai. Nhưng Sukarna đụng cô ta lỡ đụng phải người không nên đụng rồi. Cô nghĩ thầm, người bị các cô mắng chính là người thừa kế gia thế khủng nhất nhì nước này đó. Không chọc giận được Trịnh Tiểu Lâm, sắc mặt vô cùng khó chịu. Thấy cô từ nãy giờ đứng im không nói gì, anh vội quay sang hỏi bọn họ là ai vậy. Cô trả lời đó là người bạn thân cũ của tôi. Một ngày đẹp trời cô ta nói với tôi rằng, cô ấy đã cùng với bạn trai của tôi bên nhau. Lời nói ra càng đau buồn, cô sắp không kìm được nước mắt. Anh cảm nhận được điều đó, vội ôm cô vào lòng an ủi, khóc đi cho nhẹ lòng. Cô buồn như con chuồn chuồn hỏi anh có rượu không. Mượn rượu giải sầu cũng là một cách tốt, cô muốn uống rượu gì tôi sẽ phục vụ tận tình. Thế là anh đưa cô đến căn phòng của mình, cô tâm sự với anh chuyện tình cảm của mình với bạn trai cha nam. Anh ta đã phản bội cô và bên nhau với bạn thân, hai người còn quá khoát tới mức mời cô đi dự định hôn của hai người họ. Càng nói càng tức, nỗi đau càng đau hơn. Cô uống rượu miên man, anh thuận tay rót rượu đầy ly cho cô. Cô uống quá say nên chẳng biết rằng mình đã có những hành động ngu ngốc, và chuyện đã không may xảy ra, hai người họ đã qua đêm cùng nhau. Chợt quay lại lúc này cô nhớ lại mọi chuyện, ôm đầu. Chúa ơi, nơi này chẳng lẽ là dinh thự to trà bá lửa trong lời đồn. Cô hoảng hốt, lẽ nào mình sẽ không phải đã ăn anh ta sạch sành xanh rồi chứ. Cốc cốc cốc, người hầu gõ cửa, Diệp tiểu thư quần áo điện hạ chuẩn bị tôi mang tới cho cô, kích thước đều đo rất tốt. Cô hoang mang, đo rất tốt, ư đo bằng cách gì chứ? Cô ngơ người ra đã qua đêm với anh, rồi giờ lại được anh chuẩn bị cả quần áo cho cô. Với tình huống khó xử như này cô không biết phải làm đối diện với anh thế nào, hay là mình giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra tự tin nở nụ cười vậy. Ở lớp học cô ngồi ù rủ một mình trên bàn, ấm ức và hổ thẹn với chính mình sau sự việc xảy ra ngày hôm đó. Buổi sáng hôm đó cô đã quá hoảng hốt chưa thể bình tĩnh cảm xúc, vội vàng thay quần áo do người hầu mang đến và chạy trốn thật nhanh về nhà. Ngày đó sau khi chạy trốn cô hoàn toàn không dám gặp lại anh nữa. Hình ảnh cô và anh hôn nhau cứ hiện lên mãi trong tâm trí cô. Cô lắc đầu lia lịa dặn lòng đừng nghĩ về nó. Buổi học cũng đã bắt đầu. Hôm nay cũng khá bất ngờ, cô giáo thông báo một tin mới. Hôm nay lớp ta có một sinh viên mới chuyển đến. Cả lớp vỗ tay cùng chào đón bạn nào. Tại sao lại là cô ta? Oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng bị đụng trúng. Bạn học nở nụ cười tỏa sáng say hi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trịnh Tiểu Lâm. Gương mặt thanh tú, nụ cười lay động cùng với giọng nói ngọt ngào. Ngay cả một lời chào thôi cũng thấy được Trịnh Tiểu Lâm xinh đẹp, thanh lịch như những bông hoa huệ trắng tươi sáng. Tiểu Lâm làm thu hút dàn mỹ nam dưới lớp, bọn họ đều hò reo cô nàng. Qua người gì mà xinh thế không biết, cậu ấy cười lên trông thật là đẹp như thần tiên tỷ tỷ vậy á. Trịnh Tiểu Lâm nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt trôi cả cô vậy. Cô ta giả nai thảo mai nói xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Cô bực tức khó chịu ra mặt, hư đồ đáng ghét này cô ta lại muốn giở trò mèo gì nữa đây. Một vài anh chàng mê đắm và vội lên bắt chuyện với Trịnh Tiểu Lâm. Bạn học Trịnh có bạn trai chưa? Cô ta tự tin vừa đi vừa trả lời rằng tớ có rồi. Tối nay anh ấy tổ chức yến tiệc ở Hoa Đình, mời mọi người tới ăn nha. Được bạn học mới mời đi ăn tại nơi long trọng như vậy, ai cũng say mê cô nàng này. Tất cả ánh mắt đổ dồn nhìn về phía Trịnh Tiểu Lâm đầy sự yêu thích. Một thanh niên thắc mắc hỏi, bạn trai của bạn học Trịnh chắc phải yêu cậu ấy rất nhiều. Cô bạn bên cạnh chêm vô, đúng vậy, phải yêu rất nhiều nên mới tổ chức tại Hoa Đình, đó là một nơi siêu đắt tiền. Hu hu, ngưỡng mộ cậu quá, mình cũng hy vọng sẽ có một người bạn trai như vậy. Cô ta đi tới bàn, cô nói, xa xa cậu cũng nhất định phải đến đó nha. Đây là lời thách thức của Trà Không, không biết xấu hổ còn hiên ngang ra vẻ. Cô sợ gì chứ, được mời mà sao lại không đi. Cô không ngần ngại mà nói tôi chắc chắc sẽ tới. Chuyển cảnh đến buổi tối tại Hoa Đình nơi diễn ra buổi tiệc, đúng là một nơi sang trọng, không gian rất rộng rãi toát lên mùi tiền. Nội thất hầu như là dát vàng, phục vụ đều rất chuyên nghiệp, âm nhạc được đàn bởi nghệ sĩ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người đến đây đều ăn mặc sang trọng, các bạn học đều đến và thưởng thức bữa tiệc được Trịnh Tiểu Lâm mời. Trong đó chỉ có mỗi cô là ăn mà chả nuốt nổi, bởi bên cạnh cô là màn phát cầu lương của hai kẻ phản bội. Trịnh Tiểu Lâm thân mật ôm lấy tay Khương Tồn Hạo khoe khoang nói, Tồn Hạo đối xử rất tốt với mình, lo lắng mình và các bạn cùng lớp ở chung không tốt, đặc biệt mời khách. Một bạn học đứng lên nói, nếu tất cả mọi người đã ăn xong, vậy chúng ta hãy chơi trò chơi nói thật lòng và mạo hiểm đi. Nghe vậy tất cả mọi người đều đồng ý. Một ý kiến của bạn học khác nói, bữa cơm này là Khương Thiếu mời, vậy người đầu tiên hãy để Khương Thiếu hỏi đi. Đúng đấy, ai nấy cũng đều tán thành ý kiến này. Họ dùng chai rượu bắt đầu quay vòng. Mặc kệ ai làm gì cô vẫn mặc nhiên ăn lấy ăn để. Cẩu nam cẩu nữ mời khách mình nhất định phải ăn thật nhiều cho đủ vốn mới được. Nhìn sang thấy cô ăn biết ăn như chết đói tới nơi.
Khương Thiếu Bột miệng nói mỉa mai, ăn cho mập đi kẻo lại không lấy được chồng. Nghe Lọt Đã Tai Trà Xanh cũng muốn khơi chuyện một chút, cô ta ngã vào lòng Tôn Hạo, được anh ta ôm mình trước mặt cô rồi nói, Tôn Hạo đừng nói như vậy, xa xa đã có bạn trai rồi đấy, trước đó đã giới thiệu cho em rồi cơ. Vừa dứt lời chai rượu xoay trúng cô, đang ăn mà bắt hỏi thiệt là bực mình, móa ơi sao hôm nay xui dữ thần vậy. Sắc mặt cô đen lại khá lo lắng vì người hỏi là Khương Tồn Hạo mới xui chứ lị. Hai tên cẩu lương nhếch mép cười khinh bỉ cô, Khương Tồn Hạo không vòng vò mà hỏi thẳng, Diệp Lưu Sa bạn trai của cô tên là gì? Cô không thể nói ra lập tức đập bàn đứng dậy chọn mạo hiểm. Vì cô không thể nói bừa tên của anh được, nếu không sẽ bị tính sổ mất. Ngay cả tên cũng không thể nói à. Tên cha nam lắc nhẹ ly rượu khinh ra mặt, với lựa chọn đó muốn biện minh sao, có chạy đằng trời cô cũng không thoát. Trà Xanh bên cạnh hùa theo, sợ là căn bản không có bạn trai chứ. Cô ta đổ thêm dầu vào lửa. À hay người đàn ông trước đó chẳng lẽ là diễn viên mà cô tìm tới sao? Thật tội nghiệp quá nha. Chả quan tâm hai bọn họ nói gì, cô mặc kệ để lời nói đó bỏ ngoài tai không khe. Các người không xứng đáng viết tên bạn trai tôi, trong đầu cô đang nghĩ bạn trai. Đó là cái gì? Có thể ăn chắc, nhưng không thể rơi vào thế hạ phong trước mặt đôi cẩu nam nữ này được. Khương Tồn Hạo gương mặt nham hiểm đưa ra thử thách. Đi ra ngoài tìm một người đàn ông nói với anh ta rằng, cô đang mang thai đứa con của anh ta, yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm, và cắn môi của anh ta cắn tới chảy máu mới thôi. Hắn ta thầm nghĩ chọn mạo hiểm phải không? Tôi không tin là cô dám nhận. Đã đụng thì mình trụng thôi, đi thì đi, ai sợ ai. Cô hùng hổ tỏ ra chả sợ bất cứ điều gì nữa, có chơi thì có chịu. Đi được vài bước cô liền rén ngang, hy vọng rằng tin tức ngày mai không phải là nữ sinh viên đại học quấy rối những người đàn ông lạ trước công chúng. Mới mở cửa ra một bóng dáng quen thuộc đi qua, nhưng cô không nhận ra thầm nghĩ, may quá chỉ có anh ta thôi. Cô hét lớn lên, anh đứng lại cho tôi. Tôi đang mang thai đứa con của anh phải chịu trách nhiệm. Người đàn ông khựng lại hỏi, cô đang nói cái gì vậy? Cô nhắm mắt lấy hết can đảm lao vào người anh ta và khóa môi chạm môi anh, sau đó cô còn cắn môi anh chàng đến chảy máu, vừa bị hôn mà còn bị cắn nữa, có còn là người không cơ chứ? Chợt cô khựng lại, sao giọng nói lại có chút quen tai? Hóa ra là cô nàng xấu xí đã qua đêm cùng tôi sao? Anh vội níu cô lại, nụ hôn dần mạnh mẽ hơn khiến cô ngơ người đỏ hết cả mặt. Cô vội vàng xô đẩy anh ra. Đúng là người nhân cơ hội mặt cô cao có cả lên. Bị cô hôn và cắn môi rồi thì ai mới là người nhân cơ hội? Cô sững sờ, hóa ra người đó lại là anh. Nợ lần này và nợ lần trước coi như xong, cuộc đời cô sắp coi tới nơi rồi. Gương mặt anh lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt đa nghi khó hiểu. Nhìn thôi là đã thấy đáng sợ rồi, trông anh như muốn ăn thịt cô luôn vậy. Đám bạn học chạy lại hóng ra mà, qua bạn học Diệp sao lại táo bạo như vậy, nhưng mà công nhận người đàn ông này đẹp trai quá đi. Cô thầm nghĩ quê quá muốn đội quần luôn, ký ức hôm đó giữa cô và anh hiện lên trong đầu khiến cô lo lắng bồn chồn. Liệu anh sẽ không thực sự nghĩ rằng mình đã có thai đó chứ? Không thể đối diện được nữa, cô vội vàng chạy một mạch về nhà vệ sinh, nhưng rõ ràng đó là lối vào ban công, miệng nói tôi đi vệ sinh đã. Giờ mới để ý mặt mình tái xanh, mà tại sao mình mãi chưa thấy bà dì của mình tới vậy ta, thật sự không lẽ mình thật sự có cái đó sao? Bất ngờ một cánh tay lạ vươn ra ôm chầm lấy cô la lên cứu, mạ, có kẻ biến thái. Chưa kịp nói xong, người đàn ông lạ ôm cô chính là anh vội hôn môi cô đầy mãnh liệt, hình ảnh lung linh của cặp đôi này vô cùng hợp nhau. Anh chỉ tay mình lên nơi mà cô đã cắn, đó là những em đã nợ tôi, anh trêu chọc cô. Em chưa từng có bạn trai sao? Mới hôn có tí mà đã thở không nổi rồi hử? Cô lúc này đầu óc sôi sùng sục mơ hồ trả lời. Sự cố kinh nghiệm không nhiều lắm, sau này anh mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Anh thản nhiên vui vẻ trả lời, được thôi. Cô sượng chân hết cả mặt, u là trời, mình đang nói cái quái gì vậy chứ? Không thể giải thích chắc phải lấy cớ để lãng tránh việc này cái đã. Cô đẩy anh ra nói, tôi quay lại trước, bạn cùng lớp của tôi vẫn đang chờ trong phòng. Khi nào xong nhớ gọi cho tôi. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô tưởng ai gọi, vội lấy điện thoại mình ra xem, một số điện thoại lạ đang gọi cho cô. Anh giơ điện thoại lên nói, đây là số của tôi, khi nào xong nhớ gọi ngay cho tôi. Nói rồi anh liền rời đi. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại muốn mình đợi anh ta. Cô không hiểu ý đồ của anh ta, liệu có phải anh ta đang có âm mưu gì chăng? Lẽ nào anh ta tin mình có thai thật à? Đến lúc kết thúc bữa tiệc, mọi người đều ra về nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Trà Xanh khoe mẽ với mọi người về bạn trai đầy hào phóng của mình. Tôn Hạo đã sắp xếp gọi xe cho mình rồi. Một cô bạn ngưỡng mộ thốt lên, Gua Khương Thiếu là siêu cấp đại ấm áp, Tiểu Lâm thật hạnh phúc nha. Cô nghe là biết sự giả tạo của Trà Xanh, thật khó chịu làm sao. Tôi phải về nhà rồi, không chung đường với mọi người.
nên tôi sẽ không đi cùng. Cha Nam cảm thấy cô thật đáng thương, anh ta mở lòng có ý tốt có thể đưa cô về nhà, đưa Tiểu Lâm về xong tôi cũng phải trở về khu thị. Đến lúc đó thuận tiện đưa cô về, sợ mất đi anh chồng giàu có này, Tiểu Tam Trịnh Tiểu Lâm cũng chả buông tha, anh yêu hôm nay em cũng có thể theo anh về khu thị, chúng ta cùng xa xa trở về đi. Cô chê ra mặt cảm ơn anh đã có ý tốt, tôi không có phúc để hưởng. Sự tranh cãi của cả ba người khiến mọi người đều thấy làm lạ, hai người này sao lại giống như tình nhân đang giận dỗi vậy. Nhưng bạn gái của Khương Thiếu, không phải Trịnh Tiểu Lâm sao? Nghe những lời không hay về mình, Trịnh Tiểu Lâm liền đến gần cô, tỏ vẻ ân cần quan tâm. Nhưng cô một mình trở về thật sự rất đáng thương, rất nguy hiểm đó, tôi và Tồn Hạo đều coi cô là bạn thân nhất. Lời bịa đặt đầy giả tạo được thốt ra cùng với biểu cảm đáng thương của Trà Xanh, để lấy sự đồng cảm của mọi người. Cô ta vừa nói vừa cầm tay cô như thể là đang muốn van xin. Cô nhìn không nổi bộ mặt giả tạo, vội vàng hất tay cô ta ra. Trà Xanh bật chế độ diễn lên giả vờ té ngã trước mặt biết bao nhiêu người. Khương Thiếu chạy tới đỡ cô ta dậy và bực tức chửi lớn. Hừ, sao cô có thể làm như thế? Cô có biết Tiểu Lâm sức khỏe của cô ấy vốn đã không tốt không? Trà Xanh thảo mai giả vờ khuyên Cha Nam, em tin là cô ấy không cố ý đâu, chỉ là cô ấy không buông bỏ được anh thôi. Cô ta thả con tép bắt con tôm khóc ấm ức ở trước mặt tất cả bạn học diễn nét đáng thương, chúng tôi tháng sau là đính hôn rồi. Lưu Sa cô đừng tiếp tục hận anh ấy nữa, chúng ta cũng từng là bạn tốt của nhau mà. Chứng kiến lời nói và cả cú ngã đó, mọi người đều mỉa mai cười chê cô, hừ, Lưu Sa vậy mà lại dám làm vậy, yêu thầm anh Khương Thiếu đến mức mù mắt rồi sao, nhân phẩm thật xấu nha, đúng là không biết xấu hổ, người ta tháng sau là đính hôn rồi, cô ta nhìn bề ngoài hiền vậy mà bên trong chả tốt lành gì. Thật đáng thương cho Tiểu Lâm ngây thơ tốt bụng bị bắt nạt. Hướng đi này của Trà Xanh khiến cô mở mang tầm mắt. Thứ Cha Nam như anh ta sao tôi lại u mê chứ? Một gã tồi không đáng để tôi phải níu kéo nên vứt thùng rác sớm. Bạn trai tôi cao 1m8, cơ bụng 8 múi, da thế hiển hách, tôi lại thèm mà nhung nhớ đến Khương Thiếu đây sao? Giờ tôi sẽ gọi anh ấy đến đón. Cô thầm cầu nguyện làm ơn mau nghe điện thoại đi giang hồ cứu nguy. Bạn học Tiểu Mỹ đứng phía sau lưng khinh bỉ đâm lời trêu chọc. Ây dô, thứ nhà quê định gọi cho ai đó sao? Trên đời có những người lúc nào cũng nói dối, không có bạn trai thì nói thẳng đi, bày đặt nói dối này kia các kiểu chi không biết. Một lúc sau, một tiếng bô nổ lớn của con siêu xe đang phi thẳng đến địa điểm Hoa Dinh, chiếc xe làm lu mờ tất cả mọi ánh nhìn, họ còn tưởng xe của Khương Thiếu nhưng nào ngờ. Ôi trời ơi, chiếc xe này tôi biết, Lamborghini cả nước chỉ có 2 chiếc, xe để chạy về hướng này, chắc chắn là xe của Khương Thiếu gọi cho Tiểu Lâm mà, Tiểu Lâm thật có phúc nha. Cô sau khi nghe cuộc điện thoại, anh bảo cô lên xe và rồi cô nàng cúp máy xong là đi đến chiếc siêu xe đó, từng ánh mắt mọi người đều trầm trồ trước bạn trai đại gia của Lưu Sa, mới nãy còn nghĩ rằng cô nói dối nhưng sự thật lại chẳng ai có thể tin nổi. Tiểu Mỹ lúc này nói, Khương Thiếu anh đưa Tiểu Lâm về trước đi, cô ta không tin được đây là xe của bạn trai cô. Ây dô, Sa Sa đừng có nói với tôi đây là xe bồ cô tới đón nha. Có mỉm cười đáp ý trả lời, ngại quá đi, đúng xe bồ tôi rồi đó. Tất cả mọi người đều câm nín, Khương Thiếu rén ngang, Trà Xanh gato, Sa Sa cậu và bạn trai tình cảm quá, cậu không định giới thiệu cho bọn mình quen biết chút sao? Cô ngạo nghễ trước bàn dân thiên hạ và nói, anh ấy hay thẹn lắm không muốn giới thiệu về trước hen. Cô thầm nghĩ có ngu mới đưa đuôi cho cô ta xem, cô ta mà xem, thì nhỡ phát hiện anh là người lần trước cô hôn ở hành lang có mà ngượng chính mặt. Chiếc siêu xe nổ bô lên trông rất ngầu, mùi tiền toát ra vẻ giàu sang lao đi rất nhanh. Tự dưng sao thấy cô ta có vẻ kiêu ngạo lên hẳn nhỉ? Cha Nam lên mặt không vui, hừ, không dám giới thiệu, mắc với cỡ cái gì đều ngụy biện. Trà Xanh hùa theo, đúng vậy, có khi Sa Sa thuê người giả bạn trai đó. Bọn họ ganh ghét đố kỵ nên bắt đầu nhạo báng cô. Xì, chắc là đi mượn xe thôi, nói chung tên đó không thể nào so với Khương Thiếu chúng ta được. Bất ngờ hơn hết là chủ nhà hàng đi đến nói, Khương Thiếu đã có người thanh toán hết hóa đơn rồi. Người đó nói là chồng tương lai của Sa tiểu thư mời mọi người. Mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhà hàng này rất mắc và số tiền thanh toán rất lớn vậy, mà được bạn trai của Lưu Sa thanh toán sạch. Ai nấy đều ngạc nhiên, hóa ra bạn trai cô giàu thật. Chuyển cảnh trên chiếc xe, cô ngồi bên cạnh anh e ngại không dám mở lời, còn anh lạnh lùng cũng không nói gì, anh nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, cô thầm nghĩ chắc anh ta đợi mình lâu quá, bản thân anh ta cũng đã mệt mỏi rồi. Trên môi anh ta còn dính vết cắn, thôi xong là đang muốn tính sổ với mình sao? Hay do mình nói có mang thai nên anh ta muốn chịu trách nhiệm với mình? Trời ơi, vết thương trên môi vẫn còn kìa, vậy hôm đó không phải mơ rồi. Cô ấp úng lắp ba lắp bắp nói chuyện hôm đó, tôi xin lỗi.
Sao phải xin lỗi, mặt anh ta đầy sắc khi như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vội vàng giải thích, ban nãy do tôi đang chơi trò chơi mạo hiểm hay nói thật nên mới phải làm vậy. Lúc đó là tôi nói dối anh còn bảo mình có thai, rồi còn cắn môi anh. Anh tỉnh bơ hỏi thì sao, cô trả lời, thì là tôi thật sự không có thai đâu, anh không cần chịu trách nhiệm với tôi đâu. Anh gật đầu không nói gì. Hú hồn hú vía chỉ cần nói ra như vậy là xong, vậy mà mình cứ tưởng có tình tiết hay ho sẽ tiếp diễn nữa chứ, hóa ra chỉ là mình ảo tưởng. Mà cũng đúng, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp mặt, sao mà anh ấy có thể nghĩ gì được chứ. Một hồi lâu hai người không ai lên tiếng, mọi thứ đều im lặng, cô cũng mệt mỏi một ngày trời mắt mờ dần, và ngủ gục trên xe từ lúc nào cũng không hay. Anh chăm chú nhìn dáng vẻ cô ngủ vô cùng dễ thương, nhớ lại lúc nãy cái tên vừa rồi đứng cạnh cô ấy lẽ nào là bạn trai cũ sao. Cô theo quán tính ngã vào vai anh ngủ ngon lành. Anh đưa cô về biệt thự để cô ngủ trên ghế sofa phòng mình. Trong giấc mơ cô chợt tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy bóng dáng căn phòng quen thuộc. Đây là phòng của Mộ Dung Bạch sao? Âm thanh từ phía nhà tắm phát ra, hình bóng một người đàn ông đang tắm trước mắt. Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá không có chuyện gì xảy ra. Một cánh tay chạm vào cửa sắp mở ra. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm. Anh tắm xong khoác trên người áo tắm bước ra. Gương mặt siêu đẹp trai nam thần với thân hình bốc lửa tám múi sầu riêng hiện rõ, vẻ đẹp siêu mờ lem mê chữ E kéo dài. Trời ơi, body chuẩn siêu mẫu kìa, càng nhìn càng mê mẫn, tiếc là chỉ được cái mã thôi chứ không làm được gì. Anh ngồi xuống ghế liền gọi cô lại đây. Cô thắc mắc anh ta kêu mình lại để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Anh đưa máy sấy nói sấy giúp tôi. Tay cô nàng chạm vào tóc anh rất mềm còn mượt nữa, sờ vào rất bồng bềnh luôn. Khoan đã, tự dưng sao mình đứng đây sấy tóc cho anh ta chi chứ? Mình đáng nhẽ phải hỏi sao tôi lại ở đây mới đúng. Anh chợt hỏi cô, trước đây cô có sấy tóc cho ai chưa? Chưa, anh là người đầu tiên tôi sấy đó. Anh mỉm cười nói, vậy em cũng là người đầu tiên được sấy cho tôi đó. Cô vừa nhìn anh vừa thầm nghĩ, sao mình lại nói linh tinh gì thế? Sao lúc nào gặp anh ta cũng toàn là tình huống oái om không vậy chứ? Liệu anh ta có nghĩ bậy gì về mình không? Sấy xong rồi cô để máy sấy dưới bàn liền vội vàng kiếm cớ rời đi, tôi đi vệ sinh một lát. Khoan đã, anh níu lấy tay cô lại sợ cô chạy đi mất. Tài xế tan ca rồi, hơn nữa nơi này của anh là khu biệt phủ riêng taxi không thể vào, chưa kể muốn đi từ đây ra chỗ bắt xe cũng phải mất cả tiếng. Cô đơ người ra, hả, sao vậy sao, anh có thể đưa tôi về nhà không? Anh vội kiếm cớ, tiếc quá tôi ban nãy có uống rượu rồi nên không thể lái xe. Cô thầm nghĩ tên này uống rượu hồi nào sao mình không ngửi ra mùi ta, hay là do mình chưa đứng đủ gần. Chợt cô vấp phải thảm ngã vào người anh, cười hì hì, sao em lúc nào cũng muốn nhào vào ngực tôi vậy. Cô ấp úng ngại đỏ hết cả mặt giải thích, không phải, hiểu lầm thôi. Anh nhìn cô nói giải thích chẳng khác nào che giấu. Nói rồi anh cầm cô kéo cô lại ghé sát vào tai cô giọng nói trầm ấm, đêm nay ngủ ở đây. Ngủ ở đây sao, có phải sẽ giống kết cục như đêm trước? Tuyệt đối không được. Càng nghĩ về nó khiến cô càng xấu hổ thêm. Cô đẩy anh ra, không, không thể, chúng ta không thể như vậy được. Anh nhìn cô hoảng hốt trông rất mắc cười, cô lại nghĩ đi đâu vậy cơ chứ, cô nàng này ngây thơ quá rồi mà trông cũng đáng yêu. Anh giải thích với cô rằng, phòng ở đây, tôi đã bảo thím Lâm dọn dẹp rồi, không cần phải lo lắng, tôi đã chuẩn bị cho em một căn phòng khang trang rồi, vừa nãy em nghĩ cái gì vậy? Quản gia bước vào nói, Diệp tiểu thư phòng đã được dọn dẹp rồi. Cô có thể đến đó xem phòng sau đó tắm rửa nghỉ ngơi, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi xem phòng. Hóa ra là cô lại hiểu lầm ý của anh, vậy mà lúc này cô còn tưởng. Anh xoa đầu cô, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay em vất vả rồi. Cô bị trêu chọc như vậy mất mặt quê muốn đội quần. Cô được quản gia dẫn đến một căn phòng khác, đã được chuẩn bị vô cùng sang trọng tráng lệ. Căn phòng lớn giường xếp gọn gàng tươm tất lại rất thơm, nội thất vô cùng sang trọng, nhìn thôi cũng đã mê mẫn rồi. Quản gia nói, quần áo của cô đã chuẩn bị xong rồi. Quản gia đứng nhìn cô mải mê suy nghĩ cảm thấy khó hiểu. Lưu Sa ơi là Lưu Sa, mày được ưu ái chuẩn bị cho riêng một căn phòng tuyệt đẹp như vậy. Có phải là anh ta có ý đồ riêng với mình không? Chắc không phải đâu. Cô lắc đầu suy nghĩ mãi, phòng này chắc là của quý cô nào đó thôi nhỉ. Được chuẩn bị sẵn cho một căn phòng tuyệt đẹp như vậy nên vui hay buồn ta? Cô âu vừa thinh kinh, lẽ nào anh ta muốn dụ dỗ mình rồi hỏi tội mình lúc nãy sao? Thôi bỏ đi, đau đầu quá, mau chóng thu dọn xong rồi đi ngủ, ngày mai mình còn có tiết học. Mặt trời lên cao rồi cô còn ngủ miên man thì bất chợt tỉnh giấc, thấy quá giờ học rồi cô hớt hải chạy, chớp mắt lại trễ tiết học rồi. Cô vội vàng chạy xuống mà quên mất mình vẫn mang đồ ngủ mà chưa kịp thay ra, cô cứ mặc đồ ngủ như thế định đến trường. Lúc này anh đang ngồi thư thái đọc sách uống tách trà, thưởng thức buổi sáng tuyệt vời trái ngược với ai đó,
Thấy cô hớt hải chạy ngang qua, anh nói, tôi giúp em xin nghỉ rồi. Ồ vậy à, cô đứng khựng lại. Anh nhìn cô nói, em cứ định như vậy mà đi ra ngoài sao? Định như này là như nào? Cô nhìn lại bản thân quên mất mình đang mang đồ ngủ còn chưa kịp thay ra. Hên quá, mặc như này mà đến trường thì chỉ có nước đội quần. Cô ôm mặt chạy về phòng mình, đúng là hậu đậu quá. Anh nhìn cô trông mắc cười làm sao, dáng vẻ quên luôn cả đồ ngủ như vậy thật là đáng yêu. Hai người cùng nhau ăn sáng trên chiếc bàn lớn, bàn thì to mà có mỗi anh với cô như vậy thật sự rất ngại ngùng. Đang ăn mà anh cứ nhìn cô miết, cô thầm nghĩ lẽ nào mặt mình dính gì sao, hay là anh ta không thích mình ăn cùng, mình có nên rời đi không chắc là không đâu nhỉ. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay lên mặt của cô xoa nhẹ, bàn tay ấm áp chạm lên má khiến mặt cô ngại ngùng đỏ hết cả lên, tim cô cũng đang đập thình thịch, làm gì vậy? Lẽ nào anh ta định hôn mình sao? Anh lấy hạt cơm dính trên mặt của cô xuống nói, cơm dính trên mặt rồi nè, à ha ha vậy mà mình cứ nghĩ sẽ làm điều gì đó. Cô lắc lắc cái đầu, mình đang mong chờ cái gì vậy, u là trời có cái hố nào không tôi muốn chui vào quá. Sau khi mọi thứ xong xuôi cô cũng được anh đưa đến trường. Đi được vài bước bất ngờ Oan ra tới gặp hỏi thăm, xa xa không phải cậu không khỏe mà xin nghỉ rồi sao? Cô thầm nghĩ sao có những người như âm hồn bất tán vậy? Vô hình thôi chắc không thấy mình đâu ha, thế là cô giả vờ không nghe đi thẳng. Cô gái tóc xám hét lớn kêu, Diệp Lưu Sa, Tiểu Lâm của chúng tôi quan tâm cô. Cô đây là thái độ gì vậy hả? Lại đang nhớ ghim thủ vì Tiểu Lâm không để tổn hạo cho cô sao? Trà Xanh tỏ vẻ đáng thương giả nai, xa xa mình biết cậu trách mình, nhưng mà tình yêu không thể cưỡng ép được, tổn hạo người anh ấy thích là mình. Mới sáng sớm mà bị mấy nhỏ này chặn đường mắng tỏ vẻ nạn nhân, cô bịt tai lại và chọc tức hai đồ đáng ghét này nói, hình như tiếng gì quanh đây nhỉ, có phải có tiếng chó sủa không vậy, ồn chết đi được. Cô gái tóc xám bực mình vội xô mạnh cô, khiến vai cô rất đau xém nữa trượt cả chân ngã sấp mặt. Cô ta thấy chiếc váy cô đang mặc bỗng ghen ăn tức ở chửi mắng, Lưu Sa loại người được bao nuôi như mày mà dám mắng bọn tao sao, đồ mày mặc bình thường đều là đồ rẻ tiền, thoáng cái liền thay một cái váy hàng hiệu phiên bản giới hạn mới nhất này, mày dám nói bản thân tự mua không, vì đây là bản giới hạn cô ta săn lùng mãi không mua được, mà cô lại có khiến cô ta ghen ăn tức ở Gato. Cô ngạc nhiên ngơ ngác chả hiểu cô ta nói là cái gì. Thấy cô im lặng không nói, cô ta lên mặt nói lời mỉa mai, hừ bị tôi nói trúng rồi nhỉ, quần áo này quả nhiên không phải của cô tự mua, người tối qua đón cô chỉ sợ không phải là bạn trai mà là Sugar Daddy nhỉ, chật chật xem ra cô là loại tiểu tam rồi. Trà Xanh lại diễn giả nài nói, Tiểu Mỹ à cậu đừng nói vậy, xa xa đã nói là bạn trai rồi mà. Tiểu Mỹ khoanh tay, Tiểu Lâm cậu hiền quá đấy, nếu thật sự là bạn trai sao ngay cả nhìn một cái cũng không dám cho, mình thấy tám phân là một ông già ngóp nghét 80 rồi. Không nhịn được nữa cô hùng hổ hỏi ngược lại hai kẻ đáng ghét này, đủ rồi cô nói linh tinh gì vậy, cô bịa đặt chuyện về tôi rồi còn mắng tôi. Sự tranh cãi của ba người họ khiến mọi người xung quanh bàn tán, họ chê bai cô với những nói không hay, cô gái đó là ai vậy, mới tí tuổi đầu vậy mà lại làm tiểu tam Sugar Baby rồi. Cuộc tranh cãi này gây phiền lớn tiếng, một anh chàng đẹp trai đang ngồi trên cây anh ta lên tiếng, ồn quá rồi đấy. Hả ai vậy, âm thanh phát ra từ trên cây, cả ba người ngước nhìn lên cây. Một anh chàng mái tóc đen mặt cao có nhìn bọn họ. Gương mặt thanh tú chàng trai này tên là Đông Phương Vô Kỵ, hoạt động trong ban thảo. Chỉ nhìn vẻ ngoài của anh ta thôi, khiến bao nhiêu người mê như điếu đỗ, ngay cả cô cũng mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bạn Tiểu Mỹ là người đã mê đắm Đông Phương từ lâu, nay gặp được anh ở đây liền thay đổi sắc mặt vui vẻ hỏi, bạn học Đông Phương. Cô ta chưa kịp nói lời nào đã bị Đông Phương quát mắng ra mặt, bạn trai của người khác tại sao cho cậu nhìn? Cậu là mẹ cô ấy hay là ba cô ấy vậy? Tiểu Mỹ bị quát xong liền quay sang đổ lỗi cho Lưu Sa, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt cô, cậu chắc không biết Diệp Lưu Sa cậu ta, anh ngắt ngang lời, bạn học này cô rảnh rỗi quá nhỉ, tiết đầu sắp bắt đầu rồi đấy. Cô ta còn tính nói thêm gì đó thì bị Trà Xanh vội ngăn lại, Tiểu Mỹ chúng ta mau đi học thôi, nhỡ đến muộn sẽ để lại cho giáo viên ấn tượng không tốt đâu. Hai người họ không tranh chấp với cô nữa liền rời đi đến lớp học, cô nhìn họ đi mà lòng bực tức. Mới sáng sớm gặp phải hai nhỏ này đã su cà na rồi, vậy mà còn vô duyên vô cớ mắng mình nữa chứ, thiệt là bực mình quá, đáng ra lúc nãy mình phải khom bách khẩu chiến với mấy nhỏ đáng ghét này mới phải. Cũng may gặp được Đông Phương giúp đỡ, cô nhìn anh nói cảm ơn. Anh chàng từ trên cây nhảy xuống vuốt tóc làm màu nói, không có gì là bọn họ làm phiền đến giấc ngủ của tôi thôi. Anh vui vẻ nói, tôi với cậu cùng chơi một trò chơi đi. Nhớ lại anh kể lại rằng tại buổi học trước đó, đã vô tình nghe thấy cô đang bàn chuyện chơi game cùng bạn học. Một người bạn nam hỏi Lưu Sa, hôm nay cướp địa bàn Quang Vinh cuối cùng nhớ phải online đấy,
Cô lúc đó nói tôi đã cướp được rồi, chỉ thua mỗi đại thần Đông Phương thôi. Quay lại cuộc trò chuyện anh nói, tôi cũng đang chơi trò này, lần sau chơi cùng đi. Nghe vậy cô mắt lóe sáng lập kèo chơi cùng. Vậy lần sau tôi đưa cậu đi lên hạng, tôi lợi hại lắm đấy, tuy yếu hơn xíu so với đại thần Đông Phương, nhưng vẫn có thể trực tiếp đưa cậu bay lên trời. Nghe cô nói vậy anh mỉm cười sau đó, say bye cô. Vậy lần sau đành nhờ cậu giúp tôi kéo hạng vậy, tôi lên lớp học đây. Cô vừa đi vừa bồn chồn lo lắng liệu có phải là do mình có thai hay không, bà gì đến chậm 2 tuần rồi vẫn không thấy đến. Không su cả na có thật rồi chứ. Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì một bàn tay phía sau chạm vào vai cô làm cô hú hồn hú vía, gương mặt suy sụp như ma nơ căng của cô khiến người phía sau bị dọa sợ chết khiếp. Thì ra là một người bạn đang phát phiếu quảng cáo của một phòng khám, nhưng nhìn dáng vẻ của cô là muốn chạy ngay đi thôi, cô bạn xanh mặt nói. Xó gì bạn học, xem ra cậu không rảnh, vậy tôi không làm phiền cậu nữa nhé. Cô mở to mắt nhìn vào tờ phiếu ghi dòng chữ to đùng, hàng năm tổ chức hoạt động kiểm tra thai kỳ miễn phí. Cô vội vàng chạy tới nắm chặt tay cô bạn học hỏi vồ vập, bệnh viện phụ sản này có uy tín không? Bạn học bị dọa hoàng hồn một phen trả lời, uy tín, không những kiểm tra thai sản miễn phí, mà nếu như nhỡ có rồi còn có thể làm không đau. Vậy cho tôi một tấm đi. Cô cầm tấm danh thiếp trên tay, là bệnh viện Duy Nhạp Tư. Cô thầm cầu nguyện hy vọng uy lực của anh không lớn như vậy, không phải là một phát là dính đó chứ. Đi một mình không ổn, cô rủ thêm bạn cùng phòng Lovi đi cùng. Cô lo lắng sợ rằng nói ra sẽ khiến Lovi sốc, lo lắng thêm cho mình, có khi còn ngại cùng cô đến phòng khám đó, nên đành che giấu tạm thời không nói sự thật. Lovi là một học bá chính hiệu, cô bạn hỏi lại, đi nơi nào vậy? Cậu đi thì biết thôi, chỉ có hai chúng ta không được để người khác biết đó nha. Thấy cô vẻ nghiêm trọng, Lovi đồng ý đi cùng. Hai người đi đến bệnh viện, nhận thấy có gì đó không đúng, Lovi khá sốc ngỡ ngàng. Bệnh viện này không phải là bệnh viện mà gần đây trường học quảng cáo sao? Lovi không tin vào mắt mình, quay sang hỏi cô, cậu đang gặp vấn đề gì sao? Lẽ nào cậu mang thai rồi? Cô sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy, vội vàng nắm tay Lovi kéo cô bạn đến chỗ vắng người. Cô bịt miệng vội giải thích, Vivi vừa nãy cậu to tiếng quá rồi đấy, nhỡ bị người khác phát hiện thì phải làm sao? Mình vẫn chưa biết được cho nên muốn đi qua đây kiểm tra. Cô bạn hoang mang hỏi, lẽ nào cậu bị người khác cưỡng ép? Không được, chuyện này chúng ta không thể nhẫn nhịn được, phải báo cảnh sát, chúng ta nhất định phải để người đó bị trừng phạt. Cô vội xua tay, không, cũng không thể nói vậy, bởi vì là mình chủ động, nên mới xảy ra chuyện này, cũng không trách người đó được. Lovi bực tức nắm tay cô, nhưng mà cậu vẫn là người chịu thiệt. Cái tên đó phải chăng là không muốn chịu trách nhiệm, cho nên mới không đến làm kiểm tra cùng cậu, nếu là tớ tớ chắc chắn sẽ cho anh ta một chưởng. Thôi bỏ đi việc gấp trước mắt là xác định xem có mang thai hay không, Lovi nắm tay cô đi đến phòng khám. Bên trên tầng lầu anh chàng tóc bạch kim nhìn hai người họ, anh ta đã ở đó khá lâu và đã nghe được cuộc trò chuyện của cô. Ha, không ngờ đến kiểm tra tình chứng cứ còn có tin vui ngoài ý muốn, anh ta tên là Doanh Triệt, bạn tốt của Mộ Dung Mạch Bạch. Đây không phải là bạn gái nhỏ mà Mạch Bạch đi tìm sao? Sao lại đến bệnh viện? Lẽ nào cô ấy làm chuyện gì có lỗi với Mạch Bạch sao? Nếu cậu ta mà biết được thì sẽ không có kịch hay để xem nữa. Doanh Triệt lấy điện thoại ra gõ tin nhắn. Tại phòng khám cô được đưa đến phòng để kiểm tra, nhưng họ lại không cho Lovi vào cùng, một y tá đứng ngoài canh cửa. Lovi cũng đành để bạn mình vào khám còn mình thì đứng ngoài đợi. Cô nàng đợi khá lâu càng lo lắng thêm, cứ đi qua đi lại. Cô không đợi được nữa tiến lại hỏi, tôi thực sự không thể đi vào cùng sao? Y tá từ chối, không được, đó là quy định của bệnh viện chúng tôi, chỉ có bệnh nhân mới được đi vào. Tại phòng khám bác sĩ hỏi, lâu rồi chưa thấy bà gì tới sao? Chỉ mới hỏi một câu mà đã đưa ra kết luận ngay, ông nhấn mạnh xác suất lớn là mang thai. Nghe xong lời này mặt cô tái mét như sét đánh ngang tai, chưa kiểm tra mà sao lại kết luận thế được? Cô thầm nghĩ đáng nhẽ nên buộc quay thử về thử trước, bỗng có linh cảm không không hay. Ông bác sĩ nham hiểm nhìn về phía y tá. Họ bắt đầu thông đồng với nhau. Ông ta tỏ vẻ nghiêm trọng nói, Diệp tiểu thư, cô có từng nghĩ nếu như có thai thì phải làm sao không? Xem bộ dạng của cô vẫn là học sinh, vẫn đang cắp sách tới trường học. Y tá mỉm cười đưa cho cô tờ phiếu giảm giá nói, học sinh chưa kết hôn đã mang thai không chỉ ảnh hưởng đến việc học của cô, còn có thể ảnh hưởng đến hôn nhân sau này của cô nữa. Chỗ chúng tôi vừa hay đặc biệt chuẩn bị cho cô một dịch vụ chọn gói, hôm nay đang sale khủng giá cực ưu đãi, sẽ khiến cho cô từ nay về sau vô lo vô nghĩ. Nhìn vào tờ phiếu dịch vụ cô sợ hãi đứng dậy. Nghe có mùi lừa đảo ở đây cô vội từ chối, tôi không định phẫu thuật làm phiền rồi. Ông bác sĩ trá hình vẫn không từ bỏ hỏi tiếp, vậy Diệp tiểu thư muốn làm kiểm tra tỉ mỉ sao? Chỗ chúng tôi cũng có một gói làm dịch vụ này, giá siêu hời, mua ngay kẻo bỏ lỡ mất cơ hội sale khủng điêu hời này.
Y tá và bác sĩ chèn ép cô phải mua gói dịch vụ, khiến cô càng lo lắng chuyện chẳng lành lùi lại từ chối. Tôi cảm thấy không phù hợp, cô thầm nghĩ bệnh viện này kỳ lạ quá, phải mau chóng chuồn thôi. Cô lùi lại phía sau nắm tay cửa để mở, nhưng nào ngờ cánh cửa đã bị khóa chặt khiến cô xanh mặt sợ hãi. Y tá tiến gần lại chỗ cô, Diệp tiểu thư, chỗ chúng tôi có rất nhiều gói dịch vụ khác nhau, có thể cho cô lựa chọn, nhưng mà... Nói đến đây y tá không diễn nữa, lật mặt trợn mắt đe dọa, chỗ chúng tôi có một quy định, bước vào rồi thì nhất định phải kiểm tra mới được rời đi, đây không phải nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi. Y tá lùi về sau khống chế nắm chặt bàn tay cô lại, không cho cô chạy thoát, cảnh cáo, ngoan ngoãn một chút, đừng nghĩ đến việc cầu cứu, người bên ngoài không nghe thấy đâu. Phòng này được cách âm vô cùng kín, cô có là lớn cỡ nào, thì cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Gã bác sĩ hung hăng nói lớn, nói nhiều vậy làm gì, giữ người lại cởi đồ ra làm kiểm tra, sau đó chụp thêm vài tấm, còn dám không nôn tiền ra mua dịch vụ của chúng tôi sao, ha ha. Cô vùng vẫy nhưng bị hai y tá nắm chặt hai tay không thể thoát được, nhanh lên đừng để người ngoài đợi quá lâu phát giác ra điều gì. Cô không thể đứng như vậy chờ chết, đạp mạnh vào chân y tá, sau đó vội vàng chạy thoát, phải mau đập cửa nhắc nhở Lô Vi có biến. Gã bác sĩ trá hình quát lớn, hai tên ngu ngốc các người một nữ sinh cũng không giữ nổi. Thấy con mồi đang tiến gần cánh cửa, ông ta liền vội chạy tới, gã ta lao tới tóm cổ cô và siết chặt kẹp người cô lại, hừ nhóc con, cô chạy không thoát đâu. Cô không thể thở nổi, mắt dần mờ đi, ai đó cứu tôi với, lẽ nào hôm nay mình thật sự phải. Dầm, bất ngờ cánh cửa bị đập văng ra, người đến không ai khác chính là anh nhà. Âm thanh gọi tên xa xa vô cùng lớn, cô tưởng bản thân sắp hỏng củ tỏi tới nơi nên ảo giác nghe nhầm, nước mắt cô rơi đầm đìa. Anh thấy cô bị gã cặn bã kẹp cổ, không kìm được sự tức giận, sao gã ta dám làm thế với người của anh, phải tẩn cho tên khốn này một trận như tử mới hà dạ. Anh liền chạy đến đấm cho gã ta bay ra xa trăm mét, gã ta bị đấm gãy cả răng văng cả kính ngã lăn ra sàn. Lực mạnh quá khủng, ông ta liền ngất bất tỉnh, mặt hóp sưng đỏ sau cú đấm sấm sét của anh. Đám thuộc hạ của anh đến bao vây bắt chọn cả bọn lừa đảo. Thấy cô đang run rẩy, anh dịu dàng đến đỡ cô, đừng sợ tôi đến rồi. Anh nhìn cô rất sợ hãi, tim anh như bị giằn xé thẳng thừng, ra lệnh, lập tức cho bệnh viện này bay màu phá sản biến mất trong vòng một nốt nhạc ngay. Thuộc hạ đồng thanh hô lớn vâng. Cô mừng rỡ mình thoát nạn nói cảm ơn anh. Anh nhìn thấy cổ cô bị sưng đỏ, sắc mặt biến sắc, nhấc bổng cô lên, em bị thương rồi về nhà thôi. Lô Vi bên ngoài lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy một đoàn người xông vào bên trong phòng khám, thấy cô được một người đàn ông bế ra, cô bạn vội chạy tới hỏi, xa xa cậu không sao chứ? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người này là... Trợ lý của anh bước đến nói, Lô Vi tiểu thư ngại quá, vừa nãy vội vàng cứu người nên đắc tội rồi. Mặc dù họ tuyên truyền rầm rộ phòng khám rất nổi tiếng, nhưng trên thực tế đây là một phòng khám chui. Cô bạn ngỡ ngàng, thật sự không biết đây là phòng khám chui, nếu biết trước đã vội ngăn bạn mình lại. Trợ lý nói tiếp, phòng khám thu hút khách hàng bằng nhiều phương thức tuyên truyền khác nhau, khi có người đến kiểm tra, thông qua các loại dụ dỗ bắt ép trả tiền. Họ thậm chí còn lợi dụng lúc kiểm tra, chụp nhiều hình ảnh khiếm nhã tống tiền nạn nhân, do đó nhiều nạn nhân không muốn báo cáo vụ việc này. Lô Vi thầm nghĩ may mà bọn họ tới kịp, nếu không lưu xa sẽ có thể gặp nguy hiểm mất. Xa xa xin lỗi, đáng nhẽ mình nên sớm phát hiện điều sai trái này. Thấy Lô Vi nhận lỗi thay mình, cô nói, chuyện này đều là do tớ quá nóng vội tùy tiện tìm đại một phòng khám, cậu không cần tự trách mình. Cô nhìn anh ngại ngùng nói, lý nhí, anh có thể thả tôi xuống trước được không? Anh cương quyết không buông, không về nhà với tôi. Thấy anh lo lắng cho mình nên cô cũng đành thôi, được rồi về nhà với anh. Trợ lý thấy cô không yên tâm về cô bạn của mình lên tiếng nói, tôi sẽ đưa Lô Vi tiểu thư trở lại trường học, cô không cần phải lo lắng. Mọi chuyện được giải quyết, trợ lý cũng đưa Lô Vi về lại trường. Nhưng lúc này mọi người khu vực gần đây đi tới xem hiện trường, họ bàn tán xôn xao về bệnh viện chui, rất đông người tụm lại vô cùng ồn ào. Lúc này Tiểu Mỹ và hai người bạn học vừa đi shopping về, cô bạn tóc ngắn thấy vậy liền hỏi, Mỹ cầm bên kia hình như xảy ra chuyện gì? Tiểu Mỹ cũng chả muốn chú tâm chuyện này, hừ, sự náo nhiệt của bệnh viện bình dân thì có gì đẹp đâu. Cô ta chợt nhìn thấy Lô Vi đang bước ra, đi cùng với một người đàn ông mặc vest. Bạn học bên cạnh cũng nhìn thấy hú hét đồng bọn. Đó không phải là Lô Vi bạn cùng phòng của Diệp Lưu Sa sao? Cô ta đang làm gì ở nơi này vậy? Cô bạn tóc ngắn nhớ ra nói, bệnh viện này tôi nhớ có người ở trường tuyên truyền chủ yếu là khám phụ khoa. Tiểu Mỹ cười nhạo, hừ, cùng đàn ông đến bệnh viện phụ khoa sao? Không hổ là những đứa xấu xa đều chơi với nhau, đều cùng một loại làm sugar baby cả mà, bề ngoài thì lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ.
có kịch hay rồi trở về trường học thôi, tôi sẽ cho cô ta biết mặt. Ha ha, đúng là ăn ở hiền lành như mình trời thương, nhược điểm tự đưa tới cửa làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Tại nhà của anh, sau khi bác sĩ thăm khám xong liền dặn dò và rời đi, vết thương của Diệp tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Quản gia đi tới báo cáo, đã tiễn bác sĩ về, cô Diệp muốn tắm vì vậy tôi đã chuẩn bị nước nóng và quần áo cho cô ấy. Anh ngồi trên sofa trầm tư xem tài liệu. Quản gia nói tiếp, đồ ngài sai người thiết kế quần áo cho Diệp tiểu thư, toàn bộ đã đưa tới. Quản gia để ý anh đã nhìn chằm chằm vào trang sách này rất lâu. Tắm xong cô bước ra mặc một chiếc đầm sang trọng được thiết kế riêng, nhìn cô trông rất xinh đẹp tựa như một nàng công chúa bước ra với mái tóc bạch kim, gương nữ thần dáng người nhỏ nhắn rất yêu kiều, vẻ đẹp thơ mộng nhẹ như cánh lông vũ rất rực rỡ. Cô thấy có gì đó không đúng hỏi anh, sao lại là loại quần áo này? Anh mãi mê ngắm nhìn quên mất cô đang hỏi mình. Anh giả vờ ho khan vài tiếng. Quản gia tinh ý, thật ra có hai bộ, một hộp đựng chiếc váy vừa được may, hộp còn lại là quần áo thay của Diệp tiểu thư. Cô Diệp hình như cô lấy nhầm quần áo rồi. Cô ngại ngùng gãi đầu ha ha, hóa ra là như vậy, tôi sẽ đi thay lại. Anh vội níu tay cô lại, khoan đã, hai người nhìn nhau chằm chằm. Anh dặn dò từ sau đừng bao giờ đi khám bệnh bên ngoài nữa. Cô nói nhỏ lý nhí, tôi biết rồi, tôi chỉ lo lắng về đêm đó. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn gì, anh cũng sẽ bị quấy nhiễu làm phiền. Cô không hề biết anh đang rất quan tâm cô. Anh quỳ xuống nắm lấy tay cô dịu dàng nói, tôi không phiền, tôi sẽ chịu trách nhiệm, xa xa chúng ta kết hôn nhé. Hai người họ như công chúa và hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Anh nhìn cô đắm đuối mong chờ cô đồng ý, cô cảm thấy ấm áp và rung động. Đây là hiện trường cầu hôn lãng mạn trong truyền thuyết sao? Có điều trường hợp này hơi khác trong chuyện, khi cô là người mặc nhầm đồ, anh là người thừa kế hoàng thất, và quản gia người không liên quan lắm, he he, thật là bất ổn. Hai người hoàn toàn khác nhau về hoàn cảnh, anh là người thừa kế hoàng thất nên thật sự cô không dám ngỏ lời đồng ý. Cô im lặng một lúc sau đó trả lời anh, hai ta chỉ vừa quen biết, anh không phải chỉ là nhất thời nông nổi đó chứ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Dừng khoảng chừng là 2 giây, khoan đã, trách nhiệm? Chỉ là vì trách nhiệm thôi sao? Cô có chút thất vọng buông tay không nắm tay anh nữa. Thứ cô cần không phải trách nhiệm mà là người thật lòng thích mình. Anh không hiểu hỏi lại, em không phải rất lo lắng sao? Tại sao không đồng ý? Quả nhiên anh chỉ vì đứa nhỏ mà thôi. Cô đau buồn nước mắt tuôn rơi. Anh nhìn cô khóc mà lòng đau xót. Anh cũng không muốn ép buộc cô, đứng dậy rời đi nói tôi hiểu rồi. Thấy bầu không khí sượng chân không ổn, cô tìm lý do rời khỏi đây, cái đó thời gian không còn sớm nữa, em nên trở về trường học rồi. Anh lạnh lùng quay đi gật đầu ừm. Thấy anh như vậy cô càng chắc chắn, quả nhiên cầu hôn chỉ là nhất thời xung động. Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy mất mát? Sau đó anh đưa cô về nhà, phía xa một người đàn ông đứng ở bức tường quan sát nhìn, anh ta là người yêu cũ của cô. Anh không phục tức giận nắm chặt chai rượu trong tay. Cô vui vẻ vẫy tay tạm biệt ai đó trong xe. Cô đi bộ trên con đường về nhà, gương mặt ủ rũ, cô đau đầu về chuyện lúc này. Chuyện mang thai phải xác nhận lại một chút, ngày mai phải đi mua que thử mới được. Bất ngờ một cánh tay chạm vào vai cô. Tên bạn trai cha nam cũ tức giận quát lớn vào mặt cô, nam nhân đưa cô về là ai? Cô vùng vẫy hất tay anh ta ra, không biết tên điên này lại muốn làm gì. Tên cha nam mạnh tay đè mạnh vào vai cô lắc mạnh tra hỏi, nam nhân đưa cô về là ai nói mau. Cô cười khẩy, đầu óc anh có vấn đề à, chúng ta có quan hệ gì dựa vào cái gì tôi phải nói cho anh. Tên cha nam không biết xấu hổ nói, dù sao chúng ta cũng từng là người yêu. Ký ức kia ỏa về trong đầu cô. Hà hà, trong lúc yêu đương lên giường với bạn thân của tôi, vậy mà giờ không biết xấu hổ còn nói như vậy. Nỗi căm giận về quá khứ khiến cô muốn đóng thùng xốp tên không biết xấu hổ này. Hừ, các người có thể bớt xuất hiện trước mặt tôi được không? Đừng khiến tôi buồn nôn nữa. Tên cha nam sắc mặt đáng sợ lớn tiếng hét vào mặt cô, Diệp Lưu Sa, cô cầm miệng cho tôi. Anh ta định hôn môi cô thì cô nhanh chóng né sang một bên. Bốp, cô bực tức tát thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn sang chấn tâm lý. Khương Tồn Hạo, đừng khiến tôi càng thêm chán ghét anh. Lúc đầu là anh ngoại tình, đừng ngày ngày giả bộ làm người bị hại nữa. Rõ ràng đã lựa chọn người khác rồi lại làm ra bộ dạng đó. Cuộc hội thoại này đã bị Trà Xanh đứng một góc bên cạnh nghe lén. Trà Xanh tỏ vẻ đáng thương bật khóc nức nở, Tiểu Mỹ an ủi, Tiểu Lâm cậu yên tâm. Mình nhất định sẽ khiến con chó cái Diệp Lưu Sa này biến mất hoàn toàn. Sau khi về nhà cô ngồi buồn bã trên giường thì điện thoại tinh tinh có người gọi đến. Thấy giọng cô khác mọi ngày anh quan tâm hỏi sao lại khóc rồi. Cô vội điều chỉnh lại giọng trả lời không có gì chỉ là bị cảm thôi. Đột nhiên đầu bên kia im lặng vài giây, cô không nghe thấy tiếng nói của đối phương. Cô cũng không dám cúp điện thoại của anh.
Sau đó cứ thế cô chìm vào giấc ngủ. Một lát sau trôi qua, giọng nói anh vang lên: em xuống đây. Cô giật mình tỉnh giấc, sau đó chạy xuống nhà. Ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy người đâu. Cô đang định chửi cho anh một trận vì đêm rồi mà còn cho mình leo cây. Hừ, thật là đang làm cái quái gì vậy chứ? Đột nhiên một bàn tay vươn ra. Sau đó anh nhấc bổng cô lên ôm cô. Cô hoang mang tưởng là tên dê sòm nào mắng xối xả. Mau mà tôi ra tên khốn này. Anh ép cô vào gốc cây, giọng mà mị hỏi: vừa nãy nói ai là tên khốn sao không nói nữa? Cô nhận ra đối phương là anh thì ngỡ ngàng. Cô ngại ngùng coi như không biết gì trả lời. U là trời, đưa nhóc nào không muốn sống mà dám nói anh như vậy ta. Khóe môi anh cong lên, anh nâng cầm cô. Đúng vậy, là đứa nhóc nào vậy? Cô tưởng anh muốn hôn mình vội nhắc nhở: điện hạ, ở đây có camera. Trong đêm gương mặt nam thần của anh tỏa sáng cùng với nụ cười trên môi. Anh lấy lá cây dính trên đầu cô xuống chọc ghẹo hoi: có camera thì sao em cho rằng tôi muốn làm gì vậy? Cô lúc này quê muốn đội quần. Câu nói quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê chúng mình quê quá vang lên trong đầu cô. Anh cười hả hê, sau đó đưa bịch thuốc cho cô dặn dò: không phải em nói bị cảm sao, mau trở về uống thuốc nghỉ ngơi sớm đi. Cô nhận lấy bịch thuốc sau đó chạy ké vèo vì quá quê. Nhìn bóng dáng dễ thương như con thỏ con của cô khiến anh bất giác mỉm cười. Lúc trở về sau khi uống thuốc xong cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô tự hỏi: một người ưu tú như anh, có hàng ngàn cô gái xinh đẹp vây quanh mà tại sao anh lại chọn mình? Buổi sáng bạn cùng phòng cầm trên tay hộp que nói: tớ mua cho cậu rồi nè, cậu thử thì sẽ biết kết quả thôi. Cô bật dậy trằn trọc cả một đêm không ngủ. Cô mãi nghĩ về lý do tại sao anh chọn mình, lúc này cô mới nhớ ra. Thì ra chính là bởi vì đứa nhỏ sao mình lại hậu đậu quên mất chuyện này ta. Đúng lúc này Tiểu Mỹ dẫn theo bạn học mở cửa xông vào. Mọi người nhìn thấy cái que thì ngỡ ngàng ngạc nhiên thốt lên: oh my god, quá là chấn động rồi, mọi người mau đến xem. Nữ sinh đại học chưa kết hôn làm sugar baby đến nỗi có bầu luôn. Tiểu Mỹ khoanh tay khinh bỉ nói: bọn họ đã đi xử lý cái đó rồi. Cô ta nhìn thấy hộp que thì liền nhếch môi nói: chả lẽ tiết tính ăn vạ nên chưa làm sao? Thấy cô ta hết lần này đến lần khác cứ vụ oan đổ tội cho mình, cô tức giận hỏi: cô đang làm cái quái gì ở đây thế? Tiểu Mỹ mặt nhanh ra giơ chiếc điện thoại trong tay lắc lắc: nếu như không có hình ảnh chúng tôi đều bị cô lừa đến thảm rồi. Đó là bài viết đăng trên group trường với tiêu đề không thể nào chấn động hơn: nữ sinh đại học đến cơ sở chui để xử lý baby trong bụng, làm nhục danh tiếng của trường đại học. Dưới bài viết còn đăng kèm tờ hóa đơn đến thăm khám chữa bệnh của cô. Họ còn trích xuất hình ảnh ngày hôm đó cô đã đến cơ sở chui này để khám. Thầy giáo khi xem được tin tức này thì tức giận hét lên: cái gì vậy mà có người dám làm ra chuyện, bại hoại danh tiếng của trường như vậy? Thầy giáo cho gọi cô cùng với bạn cùng phòng đến để chất vấn: mấy em đang ở lứa tuổi học sinh mà không lo học hành làm ra chuyện gì vậy? Nếu vào thời đại cũ đã bị thả trôi sông rồi, bà mẹ vất vả nuôi các em ăn học mà các em làm như vậy à? Các em có xứng với trường với ba mẹ không? Thầy giáo đang bắn giáp dạy dỗ học sinh thì bạn cùng phòng đập tay lên bàn: thưa thầy, nội dung trên trang đăng là bóp méo sự thật, sao thầy không tra cho rõ đầu đuôi mọi chuyện? Thấy học sinh đã làm sai rồi mà còn nói như vậy, ông tức giận chỉ tay: hay cho đám các em đã làm sai rồi mà vẫn cãi, về hành vi xấu hổ đã gây ra trường sẽ đuổi học hai em. Cô lúc này tinh ý nhìn thấy trên bàn thầy giáo, dưới sắp tài liệu có một phong bì nhỏ, cô hoài nghi không lẽ người này đã bị mua chộp rồi chứ? Cô vừa rút điện thoại ra vừa gọi vào số máy cảnh sát nói: nếu thầy đã không tin tụi em, vậy để cảnh sát chứng minh sự trong sạch của bọn em. Thầy giáo lúc này hoang mang không lẽ là bịa đặt thật. Ông ta vội xua đi ý nghĩa này: không thể nào, người đó đã nói ảnh đều là thật. Ông mở miệng chất vấn tiếp: chứng cứ đã rõ rành rành như vậy rồi, bạn học Diệp em còn dám mạnh miệng nói, ngày hôm đó em thật sự không có đến bệnh viện sao? Lúc này một người đàn ông bước vào cất tiếng: đúng là Diệp tiểu thư có đến. Ông ta vui như mở cờ trong bụng, ha ha, quả nhiên đúng là như vậy. Cô nhìn anh ngạc nhiên khi anh và Doanh Triệt xuất hiện. Thầy giáo vui vẻ nói tiếp: ngay cả cảnh sát cũng đã chứng thực chuyện này, xem ra không thể sai được. Doanh Triệt cất giọng khiến nụ cười trên môi ông ta dập tắt: nhưng Diệp tiểu thư đến để giúp đỡ vạch trần cơ sở bất hợp pháp đó. Ông ta xịt keo vài giây: hả, đồng chí cảnh sát, có phải cậu nói sai rồi không? Doanh Triệt quay sang bắt tay cảm ơn cô: cảm ơn Diệp tiểu thư, nếu không có cô, không biết còn bao nhiêu người bị họ lừa. Chuyện trên mạng đều là bị đặt, chúng tôi sẽ xử lý truy cứu đến cùng. Thầy giáo đổ mồ hôi hột khi thấy hiệu trưởng cũng xuất hiện. Ông ta hoang mang hỏi lời nói của đồng chí cảnh sát.
hiệu trưởng vỗ cái bốp vào mặt ông ta. Hiệu trưởng rén ngang quay sang xin lỗi anh, điện thoại tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Anh không vui cất giọng, lúc nãy có người nói muốn đuổi học vị hôn thê của tôi, đây cũng là hiểu lầm sao? Thầy giáo hoang mang điện hạ ư, hắn ta không phải là thái tử kế vị lạc ấp công tước chứ, vậy là người vừa bị mình mắng là vương phi tương lai. Nghĩ tới đây ông ta nhăn mặt thôi xong rồi còn gì đâu mà khóc với sầu, chán cơm này coi như bỏ, hừ tất cả đều là tại nữ sinh Lê Mỹ Cầm đó. Anh quan tâm bước đến dịu dàng xoa đầu cô, có ta ở đây không sao đâu. Cô nhìn chằm chằm gương mặt nam thần không góc chết của anh, rõ ràng anh là người cao ngạo như vậy, vậy mà lại đối xử ôn nhu với mình. Cô mỉm cười vui vẻ nói em không sợ. An ủi cô xong anh quay sang liếc chừng mắt với thầy giáo anh nói xà lơ ban nãy. Anh nhấn mạnh từng câu nói, đồng chí thanh tra theo như tôi biết, giáo viên chủ nhiệm này nhận hối lộ của sinh viên, nên với sự oan đổ tội cho vị hôn thê của tôi, các người mau dẫn hắn trở về điều tra đi. Thế là thầy giáo bị cảnh sát lôi đi, ông ta không ngừng la lên điện hạ oan quá tôi không biết gì hết. Trước khi rời đi anh quay sang nói với hiệu trưởng, vợ tôi muốn yên ổn học hành tiếp theo ông biết nên làm gì rồi chứ. Hiệu trưởng gật đầu điện hạ yên tâm chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Anh nắm tay cô rời đi nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng này thì thốt lên, u là trời nam sinh đó đẹp trai quá, hừ nhưng đáng tiếc bạn gái anh ta nhìn cũng bình thường thôi. Cô ngước nhìn anh nghĩ thầm, bộ dạng này chúng ta trông giống một cặp đôi bình thường, nhưng rõ ràng chúng ta không là gì cả. Cô hất tay anh ra anh ngạc nhiên hỏi sao vậy? Điện hạ hôm nay cảm ơn anh. Anh cúi người nhỏ giọng bên tai nói em dự định cảm ơn tôi thế nào? Cô ngại ngùng đẩy anh ra sau đó chạy đi nói vọng lại, tối mai em sẽ xuống bếp nấu cho ăn bữa ăn thơm ngon siêu to khổng lồ. Anh mỉm cười đây là đang mời mình đến nhà cô ấy sao? Lúc này bạn thân gọi điện thoại thông báo, đã bắt được người vu oan cho cô phải xử lý thế nào đây? Anh lạnh lùng trả lời để cô ta công khai xin lỗi, đe dọa cô ta nếu không xin lỗi sẽ bị bán đến nước khác. Buổi tối bạn cùng phòng cầm điện thoại trên tay vui vẻ nói, Lưu Sa cậu mau xem tiểu Mỹ cô ta công khai xin lỗi rồi nè, trang trường bài đăng cô ta thừa nhận ghi là, do tôi ghen ghét đố kỵ nhân duyên của bạn học Diệp Lưu Sa tốt hơn tôi, kể cả thành tích học tập hay mọi thứ tất cả đều tốt hơn, vì vậy mới ác ý photoshop, dưới bài viết là hàng ngàn comment quay xe chửi rủa cô ta, hừ sao lại có người ghen ăn tức ở như vậy chứ? Bạn thân chọc lét cô, Diệp Lưu Sa cậu mau khai thật cho mình. Cậu ở bên công tước đại nhân từ lúc nào vậy? Sau đó cô kể lại mọi việc đầu đuôi câu chuyện với bạn cùng phòng. Cô bạn hỏi vậy rốt cuộc cậu có yêu anh ấy không? Cô im lặng suy nghĩ không trả lời rốt cuộc bản thân mình có yêu hay không. Như đã hẹn ngày hôm sau cô cùng anh đi mua đồ về nhà nấu ăn, bạn trai cha nam ghen ăn tức ở lén lút đứng ở đằng sau quan sát. Thấy cô vui vẻ cười nói với anh hắn ta tức nuốt không trôi, Diệp Lưu Sa quả nhiên cô có người mới rồi. Hắn không cam lòng xa xa cô chỉ có thể thuộc về mình tôi mà thôi, u là trời tên cha nam này thật muốn đóng thùng xốp mà, lúc có thì không trân trọng lúc mất đi mới nuối tiếc, đúng là ở đời có không giữ mất đừng tìm. Sau khi về nhà anh ngồi trên ghế, nhìn cô nấu đồ ăn anh nghĩ thầm loại cảm giác ấm áp này thật tốt. Cô lúc này đang ở trong bếp chỗ tài nấu ăn. Cô giơ tay lên trên kệ bếp lấy chai nước tương, vì kệ quá cao nên cô nhón mãi mà vẫn chưa lấy được. Anh đột nhiên từ đằng sau xuất hiện vừa lấy hộ cô. Khoảng cách hai người gần nhau như vậy khiến cô ngại ngùng tim đập thình thịch. Cô vội quay sang ngạc nhiên hỏi, sao anh lại qua đây, vì quá căng thẳng nên cái đồ nấu ăn của cô, đã vô tình đụng vào làm dơ áo sơ mi của anh. Thôi xong rồi cái áo này rất đắt mình không đền nổi. Cô vội vàng lấy khăn lau miệng rối rít nói xin lỗi tôi không cố ý, cô thầm nghĩ có điều cơ bắp này cảm nhận cũng không tồi nha. Anh đột nhiên cất giọng hỏi sờ đủ chưa khiến cô sượng chín mặt, quê quá thì phải chạy ngay đi. Vì thế cô đành tìm cớ chạy vừa nói, tôi đi tìm cái áo khác thay cho anh, nhíu mày nhà cô còn có quần áo của đàn ông sao, cô trả lời không là đồ của cha tôi, không có người đàn ông khác. Chạy về phòng cô lẩm bẩm, Diệp Lưu Sa mày vừa làm cái gì vậy tỉnh lại mau. Diệp Lưu Sa đều là ảo tưởng, mày đừng để bị nhan sắc của anh ấy mê hoặc. Thôi chuyện này nghĩ sau, bây giờ phải đi tìm quần áo trước đã. Thấy cô một hồi lâu vẫn chưa ra, anh bước vào hỏi sao tìm lâu vậy. Nhìn thấy body glam 6 múi của anh, khiến cô xỉu ấp xỉu đao đứng ngẩn ra ngắm nhìn. Cô chợt tưởng tượng ra cảnh tượng lãng mạn hai người với nhau, nhìn thấy cô đứng đờ ra miệng còn chảy nước miếng anh cô cua tay. Khóe môi anh cong lên hỏi cô nhìn đủ chưa, cô lúc này quê muốn đội quần, câu hát quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê chúng mình quê quá vang lên trong đầu cô.
Lúc này đột nhiên bên ngoài tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Diệp Lưu Sa mau mở cửa ra, tôi biết trong nhà cô có đàn ông, mau mở cửa cho tôi đừng để tôi phải nóng lên. Cô đưa đồ cho anh nói, bạn trai cũ tôi tới làm phiền, anh mặc đồ vào đi tôi đi đuổi hắn. Thấy cô định rời đi anh tiến sát lại gần cô nói, nếu đã là bạn trai cũ thì đừng quan tâm đến hắn nữa. Cô trả lời thần kinh của bạn trai cũ của tôi không được bình thường, tôi sợ anh ta lên cơn thì rất phiền. Cô còn chưa nói dứt lời, thì anh tiến lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Ngẫn người một lúc cô vội đẩy anh ra, điện hạ chúng ta không là gì của nhau cả, không thể như vậy. Thấy đôi tay của cô đang run lên, anh xoa tay vô dịu dàng nói nha đầu ngốc. Tên cha nam lúc này ở bên ngoài đập cửa càng mạnh hơn, Diệp Lưu Sa rốt cuộc cô đang lề mề cái gì, còn không mau mở cửa ông đây sẽ không khách sáo nữa đâu. Thấy tên cha nam ngày càng đập mạnh hơn, cô vội chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào. Lúc này tên cha nam đang ngồi bệt ở dưới đất, hắn thấy cô ra thì ngước nhìn cô. Hắn mỉm cười gọi tên cô, Sa Sa. Sau đó hắn tiến tới định ôm chầm lấy cô, Sa Sa em đừng rời xa anh nữa. Cô cảm thấy ghê tởm với lại đàn ông này, lúc có không giữ mất rồi lại đi tìm. Đúng là trần đời sơ hở là lại chán cơm thèm phở. Cô vội né sang một bên, Khương Tồn Hạo anh say rồi. Thấy cô né mình như né tà mặt hắn đen lại tức giận nói, Diệp Lưu Sa tôi thấy cô mang đàn ông khác về, có phải là vì hắn mà cô mới rời xa tôi không? Nói rồi tên cha nam vội chạy vô nhà, để tôi xem hắn rốt cuộc là ai, hôm nay tên này không xong với ông đây đâu. Khi nhìn thấy người đàn ông, hắn không còn vẻ mặt hổ báo cáo chồn ban nãy nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt sượng chân toát mồ hôi hột, không tin vào mắt mình. Anh lúc này nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa khoanh tay nhìn hắn. Khương Tồn Hạo ngạc nhiên không thốt lên lời, hắn lắp bắp nói chú nhỏ. Nghe hắn gọi như vậy cô cũng đứng hình mất vài giây, cái gì chú nhỏ sao? Khương Tồn Hạo nắm chặt tay trong cơn bàng hoàng, sửng sốt không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, đây không phải là sự thật. Vì quá bất ngờ choáng váng cùng với cơn men say ngấm trong người nên hắn ta đã gục ngã, bất tỉnh nhân sự nằm xuống đất. Trên chiếc xe, hắn ta vẫn nằm ngủ ngất lịm thì cô lên tiếng hỏi han, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Anh cất tiếng trả lời, đưa hắn ta đến bệnh viện trước. Cô suy nghĩ trầm mặc, rơi vào thế giới nội tâm trăn trở đầy biến động. Bây giờ chắc hẳn anh ấy không muốn nói chuyện với mình. Thế là cô vì muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này, mở cửa ghế sau mà rằng, tôi vẫn nên ngồi ghế sau thì hơn. Anh liếc nhìn biểu hiện của cô, vẻ mặt khó chịu hiện rõ, tỏ ra không hài lòng thoải mái. Chiếc xe vội vã tới bệnh viện băng đi trong đêm tối. Ngồi trên xe cô nắm chặt lấy tay mình, sắc mặt của anh ban nãy thật khó coi, anh ấy đang tức giận sao, là đang tức giận thay cho Khương Tồn Hạo sao, dù sao bọn họ cũng là chú cháu. Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt mà suy tư liên hồi. Bỗng nhiên tên cha nam tỉnh dậy, hắn nắm lấy cổ tay cô lúc nào không hay, trong cơn miên man vẫn thốt ra những lời lẽ hoang đường, Sa Sa anh yêu em, u là trời vẫn muốn vả mặt tên cha nam này quá mấy ni ơi, có không giữ mất đừng tìm nha anh trai. Anh vừa lái xe vừa quan sát hành động của hai người họ, tên cha nam vẫn mặt dày dám mở miệng tiếp, đừng rời xa anh. Lưu Sa cảm thấy rất chối tai cau có mặt mày gào lên, anh bỏ tôi ra. Anh nhà không nhìn được nữa đạp phanh xe gấp gáp trong cơn thịnh nộ. Thế là cả hai người phía sau chao đảo nghiêng ngả trước cú dừng xe đột ngột. Đầu họ đau như búa bổ, choáng váng tựa như ngàn vì sao xoay quanh. Anh nắm lấy tay cô ra lệnh nhấn mạnh, xuống xe. Cô sững sờ đơ người ra hoàn toàn choáng váng trước sự việc bất ngờ này. Anh đang làm tôi đau đó, với vẻ lạnh lùng và rừng rưng. Anh hất tay cô ra như thể mọi cảm xúc đều đã tan biến. Bị bỏ rơi một mình cô không thể nào không ngạc nhiên rồi lên tiếng, điện hạ anh đang tức giận sao, trong lòng cô suy nghĩ, sao mà cứ thế rời đi rồi. Anh cau có mặt mày, trả lời cô bằng giọng gắt gỏng, tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện cô tự quay về đi. Nhìn theo chiếc xe lặng lẽ rời xa, cô thở dài một cách ngao ngán, cảm giác thất vọng và bất lực tràn ngập trong lòng, đúng là giận thật rồi. Cô trở về nhà tìm đến máy tính, con chuột để cắt đôi nỗi sầu, tổ hợp thao tác với mình sao, cô giận cá chém thớt. Khuôn mặt đen xịt đầy căm hờn, xem bổn cô nương ngược chết mi đây, he he he. Lô Vi sở chán cô kiểm tra lại nhiệt độ, vì biểu hiện khác thường lạ lùng, hôm nay cậu về sao mà nóng nảy vậy, cũng đâu có suất đâu. Lô Vi đưa cho cô tấm thiệp mời, hí hửng cười tươi rói với hy vọng hạ hỏa con hổ trong cô, nghe nói mấy ngày nữa có một buổi đấu giá từ thiện, sẽ có cả hoàng gia tham gia nữa, điện hạ nhà các cậu cũng đi đấy, cậu có muốn đi cùng không nè. Nhưng nào biết càng nói cô càng điên máu trong ngươi. Lạnh lùng ném tấm thiệp mời lên bàn không quan tâm với thái độ bực dọc, thôi vậy. Sau đó cô cảm thấy mệt mỏi tột cùng,
nằm nhoài xuống với một cảm giác cạn kiệt sức lực. Cô không còn tâm trí để chơi game hay suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa. Ngày ấy bây giờ chắc chắn đang cảm thấy tớ rất phiền toái. Bỗng nhiên có chuông điện thoại reo tới. Cô vui mừng cầm điện thoại trên tay, với niềm mong chờ háo hức lấp lánh trong ánh mắt, nhất định là anh ấy gọi tới. Nhưng đầu dây bên kia là của ba cô, chưa không phải ai khác. Cô nhấc máy với tinh thần miễn cưỡng, cảm giác thất vọng ê chề dâng trào và bao phủ tâm trạng. Không phải là ngày ấy, cô trả lời điện thoại trong mệt mỏi. Alo ba hả, chẳng phải ba đang ung dung tự tại ở nước ngoài sao? Hôm nay lại có thời gian gọi điện cho con vậy? Ba cô là Diệp Bột Hải vừa hút thuốc trên ban công, vừa nghiêm túc nói với cô, con gái gần đây có buổi đấu giá từ thiện, con thay mặt ba đi tham dự đi. Cô chống cằm ngao ngán nhìn quanh, rồi từ chối ngay lập tức với một vẻ mặt không buồn quan tâm, con không đi. Hiểu rõ đứa con bướng bỉnh khó chiều của mình, ba cô ra điều kiện, cho con 1.000 vạn đi đấu một món trưng bày, khoảng còn lại đều là của con. Số tiền khổng lồ làm cô há hốc miệng đứng hình. 1.000 vạn ư, tiền đã mua chuộc con người ta. Cô với ba kết thúc cuộc gọi trong nhanh gọn. Sau đó cô chờ mong tin nhắn, kiểm tra đi kiểm tra lại hộp thư một cách vô thức. Lovi cũng bất lực thay trước cơn chấp mê bất ngộ. Người cô đơn thường không hiểu bọn yêu nhau nghĩ gì. Ái tình đúng là khiến người ta phát điên mà. Mấy ngày sau, trong bữa tiệc tối, mọi người đều ăn mặc sang trọng, lịch lãm và quý phái, với những bộ cánh kiêu sa đắt đỏ được dát lên cơ thể, tôn lên vẻ rực rỡ và sự tinh tế. Cô lúc này bước vào với bộ quần áo thể thao thoải mái, đơn giản mộc mạc như người lạc quẻ, khiến cho Lê Mỹ Cầm cũng phải đặt ra nghi vấn. Diệp Lưu Sa, sao cô cũng tới đây? Cô ta đến gần với ý định chê cười và nhạo báng, khiến không khí trở nên căng thẳng và khó chịu. Đừng nói cô đến tham gia tiệc tối đó nhé, ăn mặc như thế này sao lẻn được vào đây vậy? Cô không nhún nhường mà đáp lại khẳng khái, cô có thể tới cớ sao tôi lại không thể? Mỹ Cầm tự rát vàng lên mặt, tự kiêu tự đại, đồng thời giơ tay và làm màu một cách phô trương. Tôi là đại diện cho đá quý Lê, thế còn cô là cái thá gì? Lưu Sa không thèm đôi co với kẻ lắm mồm, nhanh chóng quay lưng và rời đi một cách dứt khoát. Ôi chao ghê quá, không còn gì thì tôi đi trước đây. Mỹ Cầm khoanh tay, cười châm chọc và tiếp tục xỉa sói, đặt điều liên tục, tác phong trong trường của cô chẳng ra gì. Hôm nay không phải đến để định câu chồng đại gia đó chứ? Mọi người xung quanh đã biến buổi tiệc thành một cái chợ, bàn tán xôn xao không ngừng. Người nào người nấy đều là quần chúng ăn dưa xen vào câu chuyện của người khác. Sao học sinh bây giờ toàn thế này vậy? Chật chật, đúng là không còn mặt mũi nào hết. Chỉ dáng vẻ đó của cô ta sao lại còn mộng tưởng câu chồng đại gia? Nằm mơ giữa ban ngày à? Cô đưa ra tấm thiệp mời trang trọng để vào mặt lại. Tôi đây là thay mặt Diệp Bội Hải tới tham gia buổi tiệc này. Nhưng tất nhiên cô ta chỉ thêm cảm giác buồn nôn, cười đùa miệt thị hơn mà thôi. Xin cô đấy bịa chuyện thì cũng nên đánh một bản nhạc trước đi chứ. Mỹ Cầm tiến lại gần người Lưu Sa, cố gắng nói to để mọi người đều nghe thấy. Ây da, cô không phải là tình nhân được Diệp Bội Hải bao nuôi bên ngoài đó chứ? Mọi người có mặt lại tiếp tục buôn chuyện rôm rả. Trong cơn tức giận nghẹn lòng của cô, đúng là không cần mặt mũi nữa mà. Học sinh bây giờ sao toàn thiết làm tiểu tam sugar baby thế? Cô nắm chặt tay, run rẩy không thể kìm nén nổi cơn tức giận. Cô cảm thấy nhục nhã và bị tổn thương sâu sắc trước sự xúc phạm như vậy. Và thế là cô đã tương tác vật lý, giáng một cái bạt tai làm cho cô ta đau điếng người. Cô cảnh cáo, ngậm cái mồm thối của cậu lại. Mỹ Cầm ôm lấy mặt sưng vù của mình tức tối căm phẫn. Mày dám đánh tao? Cô giơ tay biểu thị thái độ có thể lặp lại hành động vừa nãy bất cứ lúc nào, nếu vẫn cứ luyên thuyên không dứt, nếu như cái mồm của cô không sạch sẽ, lần sau tôi vẫn sẽ đánh tiếp. Và rồi cô quay người rời đi trong hào quang rực rỡ, ung dung bước về phía trước. Anh lúc này cao ngạo bước đến với nụ cười hài lòng. Ha ha, thú vị. Mỹ Cầm quay người lại theo phản xạ tự nhiên. Là ai? Cô cảm nhận được âm thanh quen thuộc, giọng nói này chẳng lẽ là... Mọi cô gái đều phải siêu lòng trước màn xuất hiện của anh. Họ đổ gục trái tim hết lòng khen ngợi nói. Chu cho mẹ ơi, là công tước điện hạ. Đẹp trai quá đi mất, nghe nói công tước điện hạ vẫn còn độc thân đó. Cô ngoảnh về phía anh mà ngẫm nghĩ, anh ấy cũng đến rồi sao? Cô rơi vào trạng thái miên man suy tư, những câu hỏi bùa với tâm trí. Hình như lần trước bởi vì chuyện của Khương Tồn Hạo mà khiến cho anh ấy không vui, sau đó cũng không thèm liên lạc với mình, lần này sẽ không. Thế nên cô vô cùng lo sợ, thế là cô quyết định nhắm mắt mặc kệ, nhỡ đâu ngày ấy còn tức giận, bỏ đi mình nên chuồn trước đã. Đang định chuồn khỏi trốn thị phi đầy rẫy ra ma, thì có một bàn tay giữ cô chặt lại, đôi mắt cô kinh ngạc mở to. Anh nghiêm nghị không vui mà hỏi, cô trốn cái gì chứ? Cô nhất thời không kìm lòng được trước vẻ đẹp xuất sắc tuyệt trần này. Khi đối diện ở cự ly gần, bộ mặt này đúng là đẹp xuất sắc. Tự nhiên Mỹ Cầm mặt dày không biết xấu hổ từ đâu chui ra làm quen,
chủ động đưa tay ra với lời làm quen trơ trẽn. Xin chào công tước đại nhân, tôi là bạn của Lưu Sa, chúng tôi học cùng trường. Tôi là thiên kim của Châu Bó Lê thì gọi tôi là Lê Mỹ Cầm. Cô ta niềm nở bấy nhiêu thì bị hắt hủi từ chối bấy nhiêu. Công tước đại nhân cũng đến tham gia yến tiệc tối nay sao? Nếu như ngài không để ý tôi có thể đi vào trong cùng ngài. Anh giật phát tay cô ta, không để nó chạm lên bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Yến tiệc tối nay chất lượng thấp đến vậy sao? Loại người nào cũng được mời vậy? Anh lại quay sang mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu, giơ tay ra gọi mời cô. Nếu vị tiểu thư này có thể cùng tôi bước vào, cũng không coi là uổng công đi một chuyến. Đám đông xốn sang một lần nữa, thái độ của họ lại thay đổi quay mắt như trong chóng. Cô gái này là ai? Nhìn bộ dáng không giống như là đến tham gia yến hội. Boa thật ngưỡng mộ cô ấy vậy mà được công tước đại nhân xem trọng. Anh ôm lấy cô vào lòng, nhìn bằng đôi mắt âu yếm yêu thương dò hỏi. Trong đầu cô có phải đang nghĩ vài thứ kỳ lạ không? Cô xua tay phủ nhận, tôi không có, thật sự không có. Bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô đặt vào mình. Hai người hiên ngang bước đi như một cặp đôi nồng cháy tình cảm. Đi thôi, theo tôi vào trong. Lúc đang ngọt ngào dư vị tình yêu, thì một âm thanh thốt ra làm khuấy động tâm trí cô. Lưu Sa cô cũng đến rồi, nhanh như chớp cô bỏ bàn tay mình ra khỏi người anh. Anh liếc nhìn khó chịu vô cùng, cơn giận ùa về trong đôi mắt sát khí của anh. Khương Tồn Hạo lên tiếng trêu chọc đá xoáy không ngừng. Chú nhỏ ở đây là bạn gái đồng hành của chú sao? Hắn ta tiến lại gần mở miệng khinh bỉ, lời nào lời nấy đều nồng nặc mùi chế giễu. Sao có thể ăn mặc thế này đến yến hội được chứ? Anh cũng tỏ thái độ chán ghét coi khinh, sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy? Trong lòng Khương Tồn Hạo thật ra là cả cơn bão tố ùa về bạt vía, cô ta thật sự là cùng với chú nhỏ sao? Không muốn phí thời gian vô bổ với đám người này, anh nắm lấy tay cô kéo cô cất bước, chúng ta đi thôi. Cô mím chặt môi căng thẳng không ngừng, cô tự oán trách cơ thể vô dụng này, tại sao mỗi lần gặp Khương Tồn Hạo mình đều lúng túng bất lực như vậy? Nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới, mình phải tránh xa tất cả những thứ có liên quan đến anh ta, bao gồm cả công tước điện hạ. Thế là cô mạnh mẽ vượt lên giới hạn của bản thân, buông tay trong gang tấc. Ngài đi trước đi, dù đang bực bội anh vẫn hỏi lại gằn giọng từng chữ, cố giữ bình tĩnh trong khi cảm xúc bên trong đang dâng trào, cho phép cô nói lại lần nữa. Cô nắm chặt tay để ổn định cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Điện hạ ngài đi trước đi. Anh bóp chặt tay mình, cơn tức giận dâng lên tới đỉnh điểm. Hay hay lắm, cơ thể anh căng cứng và vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Năm lần bảy lượt mình đã nhún nhường, chỉ đáng tiếc có những người căn bản không chú ý. Mình là đến đây để cho cô ta trả đạp như vậy sao? Thế là anh rời bước mặc kệ tất cả. Tại bữa tiệc MC chỉ vào vật phẩm trên bàn rồi thông báo, nhẫn kim cương này là do Vân Duệ tiên sinh của tập đoàn Trình Thị Thủy tự tay chế tạo. Một chiếc nhẫn xinh đẹp tinh xảo từng chi tiết, lấp lánh ánh vàng tỏa sáng được MC tung hô tán dương. Cô dùng ánh mắt trầm trồ, thích thú mà ngắm nghía nó không ngừng. Từ sau khi thái tử gia của Trình gia tiếp quản Trình Thị đã lâu rồi không tham gia thiết kế, sao lần này lại còn tự tay chế tạo ra vậy? Trịnh Tiểu Lâm quà vào lòng tên cha nam tỏ ra nũng nịu đáng yêu. Qua anh xem kìa, chiếc nhẫn này đẹp quá. Tên cha nam ôm lấy cô ta mỉm cười chiều chuộng, em thích nó sao? Cô ta đỏ mặt ngại ngùng gợi ý sâu xa, Tồn Hạo, đúng lúc chúng ta đang thiếu nhẫn đính hôn. Họ chưa kịp thích thú bàn kế hoạch thì tiếng hô vang chốt kèo đã lên tiếng, 100 vạn. Đôi cha nam trà xanh ngoảnh lại tức tưởi. Trịnh Tiểu Lâm ánh mắt căm thù không căm lòng, Lưu Sa, cô ngoại trừ đàn ông sao còn muốn cướp nhẫn của tôi vậy? Tên cha nam bực dọc thắc mắc, một mình cô muốn mua nhẫn để làm gì? Cô bình thản đáp lại họ, pháp luật có quy định không thể mua nhẫn cho mình ư? Ánh mắt tên cha nam trải qua một loạt cảm xúc phức tạp, từ sự rối ren và nghi ngờ, chuyển dần thành căm phẫn mãnh liệt, rồi cuối cùng là sự chua chát và đắng cay, như thể tất cả những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng, hắn cầm bảng đấu giá 200 vạn không chịu thua. Cô chơi đến cùng ra giá 300 vạn, tên cha nam lại trả giá 500 vạn. Hắn ta quay về phía sau mỉm cười đắc thắng, cho rằng mình đã sở hữu được chiếc nhẫn. Đừng cố nữa, cô không thể nào mua nổi đâu. Cô là vua lì đòn, cô không chịu thua như vậy được. Thế là cô bèn ra giá 1.000 vạn mà mình có, bằng mọi giá phải chiến thắng tên cha nam trước mắt này. Thấy cô đột nhiên giàu có lạ thường như phú bà, tên cha nam không thể nào không nghi ngờ. Lẽ nào chú nhỏ thật sự bao nuôi cô ta sao? Đúng là trời sinh một cặp, tà xanh cũng có suy nghĩ tiểu nhân không kém. Xa xa, cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, cô không phải được bao nuôi đó rồi chứ? Mấy người xung quanh ngoảnh về phía cô, đổ dồn ánh mắt nhìn đánh giá phán xét, chả trách trên người toàn đồ rẻ tiền, sao mà có 1.000 vạn được chứ? Không phải chứ, thực sự là người tình của Diệp Bột Hải đó sao? MC mỉm cười tuyên bố to vang, 1.000 vạn lần 1, 1.000 vạn lần 2, nếu như không có ai trả giá,
nhẫn kim cương này sẽ thuộc về tiểu thư xinh đẹp kia. Cứ ngỡ chiếc nhẫn sẽ do cô sở hữu, MC cầm búa trịnh trọng, 1.000 vạn lần. Đúng vào thời khắc cuối cùng, anh giơ tấm biển số lên với giá 5.000 vạn đổi lấy một chiếc nhẫn. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, trước sự ra tay hào phóng khoa trương hết mức này, ai ra tay hào phóng vậy, chiếc nhẫn này đáng tiền vậy sao? Chỉ có cô đang trải qua cơn khủng hoảng, nơm nớp lo sợ, điện hạ ngày ấy bây giờ nhất định sẽ hận chết mình sao? Dù vậy nhưng cô đã quyết tâm vững chí kiên định với lựa chọn của bản thân. Xin lỗi nhưng mà tôi bắt buộc phải rời xa các người, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. MC càng thêm vui vẻ hào hứng chốt giá, 5.000 vạn lần 1, 5.000 vạn lần 2, còn có người ra giá không, không có thì sẽ thành giao. 5.000 và lần 3 thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này mời lên sân khấu. Anh bước lên phía trên để nhận lấy chiếc nhẫn. Cô ở dưới đau đầu phân tích, tận dụng toàn trí lực suy đoán. Điện hạ này là vì giận mình mới làm như vậy ư? MC trao nhẫn cho anh không quên trêu đùa dí dỏm. Không biết là cô gái may mắn nào, có thể khiến cho vị tiên sinh này tiêu nhiều tiền để như vậy. Mấy cô gái lại đánh rơi tim chết đổ, vì vẻ đẹp phong trần lãng tử ngầu lòi của anh. Đẹp trai quá, vừa đẹp trai lại giàu, quá hoàn hảo rồi. Một lát sau họ lại overthinking chuyển sang làm thám tử. Đây không phải điện hạ sao? Lúc nãy nhìn thấy ngày ấy 11 cô gái đến, thế này là định cầu hôn ư? Không phải chứ, ăn mặc của cô gái vừa nãy rất quê mùa, điện hạ sẽ không có mắt nhìn như vậy đâu. Trịnh Tiểu Lâm không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã phũ phàng này, cơn đố kỵ trỗi dậy bùng nổ. Dựa vào cái gì mà ai cũng thích cô chứ? Anh chạm vào chiếc nhẫn, hờ hững mà bình thản. Chiếc nhẫn này, vừa hay trong nhà nuôi một con mèo mua về cho mèo chơi. Cô nghẹn lòng với cảm giác chua chát ảo ạt ùa về. Chiếc nhẫn 5.000 không phải mua về cho người trong lòng mà làm đồ chơi cho mèo. Đây là loại thổ hào gì vậy? Dù không ôm bất cứ mong chờ nào, nhưng cô vẫn cảm thấy nhói đau trong tim tan tác thành trăm mảnh. Tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến thế? Nhân cơ hội này Trà Xanh lại chế giễu cười nhạo cô trong thỏa mãn phấn khích. Lưu Sa, người đó anh ta không phải bạn trai của cô sao? Sao lại không tặng nhẫn cho cô chứ? Tên cha nam trầm ngâm không vui, ánh mắt đăm chiêu quan sát cô rời bước lặng thầm. Tại phòng vệ sinh, cô rửa sạch mặt cho tỉnh táo rũ bỏ tất cả phiền muộn, đắng cay đã dày vò hành hạ cô. Cô mỉm cười mặc kệ nước mắt tuôn rơi, tự trấn an lấy sự bất ổn nội tâm. Cô đã kiên quyết nỗ lực, tất cả đã qua rồi Khương Tồn Hạo cái gì, Trịnh Tiểu Lâm cái gì, còn có điện hạ nữa, tôi muốn rời xa các người. Và rồi cô đi ra ngoài trong nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô bước đi trên hành trình mới, khao khát mới, gác bỏ quá khứ tủi hổ. Một bàn tay nửa thần nửa quỷ kéo mạnh cô, làm cho người cô nghiêng ngả đổ về phía sau. Cô bị dí sát vào tường trong đau đớn bị động, Khương Tồn Hạo ấn người cô nắm chặt tay thô bạo quát lớn. Diệp Lưu Sa, sao cô lại sa đọa đến mức này? Cô sững sờ không ngờ lại là tên thô bỉ âm hồn bất tán này. Khương Tồn Hạo buông tôi ra. Cô nắm chặt tay còn lại gào lên, với ánh mắt lóe tia lửa điện mạnh mẽ. Không dễ bị ức hiếp chà đạp, anh muốn dở thói bị ổi gì, tôi cảnh cáo anh đừng làm bậy. Cô đẩy lấy người hắn ta ra phía xa, dùng sức chống cự lại, còn tên cha nam vẫn điên cuồng hét ầm. Tôi làm bậy, cô giả vờ thanh thuần cái gì? Tôi hỏi cô, lần đầu tiên của cô cho chú nhỏ của tôi hay là Diệp Bột Hải rồi? Hắn ta như mất hết lý trí và sự tỉnh táo, cơn nóng giận bủa vây kiểm soát tâm trí. Cô trực tiếp tặng hắn ta cái bạt tay dạy dỗ. Cô hét lên vùng vẫy chống cự. Miệng của anh nói chuyện sạch sẽ một chút, anh có biết Diệp Bột Hải là ai không? Tên cha nam ôm mặt mảy may không quan tâm, ánh mắt thú dữ của hắn ta chỉ dán chặt vào người cô. Tôi biết ông ta là ai để làm cái gì, không phải cho cô tiền là có thể lên giường sao? Hắn ta bóp mặt cô cùng cái vuốt ve kinh tởm, rợn sống lưng người và nụ cười man rợn. Ra một cái giá đi, lão tử cho cô hết, cô cào cấu kháng cự yếu ớt, đừng, thả tôi ra. Nước mắt cô tuôn rơi trước số phận nghiệt ngã của bản thân. Cô từng nở nụ cười ngây thơ vô lo vô nghĩ trong sáng thuần khiết. Tên Khương Tồn Hạo này đay nghiến muốn độc chiếm cô, bộ dạng đơn thuần của cô vốn dĩ nên chỉ cho một mình tôi nhìn. Cô rõ ràng đã từng là người con gái thuần khiết, bản thân cũng được coi như là chân bảo. Trong phút giây này cô gần như đã chết tâm, mọi thứ sụp đổ cùng cõi lòng tan nát, bao nhiêu thứ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ đáng tiếc cô trước đây bây giờ đã không thuộc về cô nữa rồi. Tên cha nam nhắm mắt bức bối nhăn nhó bí bách. Một lòng không cam tâm bị đối xử như vậy, tại sao người đàn ông khác có thể chà đạp cô mà tôi thì không được? Diệp Lưu Sa, bộ mặt nhu nhược này của cô, rốt cuộc đã cho bao nhiêu người đàn ông nhìn thấy? Thế là hắn ta cởi áo khoác cô ra hét thẳng vào mặt. Cô vẫn vùng vẫy dãy dụa bằng mọi cách, cô căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh thả tôi ra, không được, đừng để tôi phải hận anh suốt đời. Tên cha nam vẫn chìm sâu không nghe lọt tai những lời cô nói,
cô hận tôi đi. Lưu Sa chỉ biết cầu xin nài nỉ trong lòng, khóc thầm nguyện ước, ai ai đó có thể cứu tôi với. Chưa bao giờ cô lại đau đớn hẩm hiu về cuộc đời canh bạc như thế. Cô vẫn hoài niệm mãi năm tháng đẹp như màu hồng trước kia. Rõ ràng là hắn phản bội cô rồi bây giờ lại làm như vậy. Tại sao lại đối xử bất công với tôi đến thế? Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy áo của tên cha nam lôi hắn ra. Người đến không ai khác đó chính là anh nhà. Anh trực tiếp vứt thẳng hắn ta xuống đất không chút nhân từ nương tay. Anh chạy lại về phía cô đầy lo lắng hỏi han. Xa xa. Tên cha nam loạn choạng dưới đất như con ếch ộp. Hắn nuốt không nổi cơn tức khi chuyện tốt giữa chừng bị phá đám. Hắn liều mạng muốn giải quyết rõ ràng giờ cú đấm xông tới. Tên khốn nào dám quản chuyện của bổn thiếu gia. Anh bình tĩnh đưa súng chĩa vào đầu anh ta. Lúc này tên cha nam mới biết mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa không nên đụng vào. Anh mặt lạnh như băng chĩa súng vào mặt tên cha nam không nói một lời. Hắn lạnh buốt cả cơ thể như băng. Mồ hôi liên tiếp nhào tuôn rơi. Nhớ về lời căn dặn kỹ càng của mẹ. Tuyệt đối không được chọc giận chú nhỏ của con. Thủ đoạn của hắn ta rất tàn bạo. Anh cao có mặt đen lại tính nóng như kem quát ầm inh ỏi. Cút ngay lập tức cho tôi. Tên cha nam chạy thục mạng không dám ho he anh hùng thêm giây phút nào nữa. Cứ thế bỏ đi trong hậm hực. Nước mắt cô tuôn rơi như suối trong uất ức tủi hổ. Nói không thành lời như có gì mắc nghẹn giữa cổ họng. Điện hạ. Anh cởi áo vest che chắn cho cô. Rồi ôm chầm vào lòng vỗ về âu yếm. Đừng sợ tôi đưa em về nhà. Đêm hôm đó trăng tròn vành vạch tỏa sáng tại khu biệt thự hoàng gia. Cô ngồi trên giường nhỏ bé đáng thương. Anh bôi thuốc cho cô. Anh sợ cô chịu đau, lại phải trải qua cảm giác tổn thương không đáng có. Anh thoa từng vết thương trên mặt nóng lòng hỏi han, đau không? Cô mỉm cười, dường như mọi cơn đau giờ đây đã tan biến lúc nào không hay, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào hạnh phúc. Anh quan sát thấy người cô chẳng chịt vết thương, anh cắn răng oán hận tự trách bản thân. Đều tại mình, lúc trước không nên tức giận với cô ấy, không nên rời khỏi cô ấy. Bôi thuốc xong anh đứng dậy nhẹ nhàng bảo ban, tôi gọi thím Lâm vào tắm cho em. Cô nắm chặt tay níu giữ anh lại cạnh bên, sự hoảng loạn sợ sệt của cô vẫn chưa thể nào tiêu biến chấm dứt, trải qua cơn ác mộng kinh hoàng làm cô hú hồn toáng loạn, đừng đi. Anh đặt tay lên cô chuyển hơi ấm, miệng ngọt ngào dỗ dành, ngoan tôi không đi, chỉ để thím Lâm tắm cho em, tôi đợi ở đây, cô vẫn nắm chặt tay không chịu buông. Cô không biết diễn tả cảm xúc hỗn độn này bằng cách nào chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cảm nhận được phút giây yếu lòng tội nghiệp của cô, anh nhìn cô bằng sự cảm thông đồng điệu. Và rồi anh quyết định ôm trọn cô vào lòng. Trong phòng tắm anh đích thân tắm rửa sạch sẽ cho cô, từng cử chỉ đều ôn nhu cẩn thận sợ làm tổn hại đến cô. Cứ nhìn thấy tấm lưng chẳng chịt vết thương, đỏ ran khắp nơi là anh không kìm được lòng. Anh vừa cảm thấy cơn giận dữ bùng lên, vừa tràn đầy thương xót vô hạn, như thể cả hai cảm xúc đang xung đột dữ dội trong lòng. Anh nắm chặt khăn tắm, tự oán trách và không thể tha thứ cho chính mình, sự hối tiếc và lỗi lầm đang đè nặng, đều tại mình. Không biết làm gì để giải tỏa, anh đấm tay mình vào tường thật mạnh, đều tại mình không bảo vệ được cho cô ấy. Anh bất ngờ ôm cô hứa hẹn, xa xa tôi nhất định sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến em nữa. Đôi mắt anh rực sáng với một quyết tâm mãnh liệt, chứa đựng khí thế hừng hực, như thể sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách đang chờ đón phía trước. Anh nhất định sẽ bảo vệ không cho ai làm hại em. Đêm đó chìm vào giấc ngủ nồng say, cô mở mắt bất ngờ thức tỉnh. Tối quá, cô như lạc vào một thế giới bí ẩn ảo ảnh nhiệm màu. Trong nơi tối tăm mịt mù ấy cô đã chạy trốn để thoát khỏi, cửa ra ở đâu cứu mạng. Lúc này anh như ánh sáng mặt trời tỏa nắng, bước đến giơ tay sẵn sàng chào đón cô. Cô giơ tay đón nhận lấy ánh sáng của cuộc đời mình. Hai bàn tay chạm nhau và cô cảm nhận được hơi ấm nồng nàn. Cô nằm ngủ cười viên mà trải qua một đêm ngủ ngon yên bình. Buổi sáng mở mắt dậy bàng hoàng nhận ra trời đã sáng rồi. Vừa ngồi dậy cô đã nhìn thấy anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xa xôi nơi cửa sổ. Dáng vẻ của anh lúc sáng sớm cũng vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Anh ngoảnh lại mỉm cười nhẹ nhàng chào buổi sáng. Em dậy rồi à? Cô đỏ ửng khuôn mặt như trái cà chua tươi rói đáp lại. Vâng ạ, anh trìu mến xóa lấy đầu cô bằng tất cả tình yêu thương. Thế dậy ăn sáng thôi nào. Trái tim cô như hẫng một nhịp, hóa ra lúc anh dịu dàng nhìn rất cuốn. Anh nhẹ nhàng bước đi ra ngoài không quên dặn dò. Ngoan, đi tắm trước đi, anh ở dưới lầu đợi em. Trong phòng tắm chiếc khăn mới tinh đã được xếp gọn vào thành cửa. Các đồ dùng cá nhân cũng được bày biện gọn gàng sạch sẽ, cô nhìn chăm chú vào chúng không khỏi ngạc nhiên, đây đều là do điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho mình sao? Mọi thứ đều được bày biện ra sẵn sàng, thậm chí những thứ nhỏ nhất như kem đánh răng cũng được chú trọng lưu tâm. Cô vô cùng cảm động, điện hạ còn nặn kem đánh răng giúp mình nữa, cầm bàn chải đánh răng trên tay, cô không kìm nén được cảm xúc hân hoan vui sướng trào dâng, cảm ơn anh.
cô vui vẻ bước xuống nhà trong phong thái tự nhiên. Anh đã ngồi đó chờ cô nãy giờ, gập máy tính làm việc, lại đây đi ăn sáng thôi. Cô nắm lấy tay anh đáp lại, vâng, lúc này đây cô cảm thấy hạnh phúc vô ngần hơn bao giờ hết. Trái tim lại được sưởi ấm thêm một lần nữa, nắm tay anh bước đi trong căn nhà. Loại cảm giác ấm áp này cô đã được tìm lại sau khoảng thời gian đau khổ, làm cô không nỡ buông tay. Cô ngồi xuống bàn ăn bên cạnh anh, những món ăn đầy đủ đẹp mắt thơm phức trên bàn, làm cô hào hứng đón chào ngày mới hơn nữa. Em ăn đây. Cô ăn bữa sáng ngập tràn trong hài lòng, hạnh phúc cảm nhận từng món ăn đều chứa chan mùi vị tình yêu ngon thơm phức đặc biệt. Bỗng nhiên anh chống cằm tiến lại gần cô ngập ngừng khó nói, xa xa chúng ta, ánh mắt anh vô cùng chân thành chất chứa toàn hình bóng cô rồi cất lời, chúng ta kết hôn đi. Cô đang ăn ngon lành thì bỗng dưng nghe được lời cầu hôn làm sững cả cơ thể lại. Cô mắt đỏ tía tai cảm xúc thăng hoa lẫn lộn, sự căng thẳng dồn nén làm cho cô bối rối không biết xử lý như thế nào. Thế là thức ăn nuốt vào cổ họng bị nghẹn lại, làm cô cảm thấy khó chịu, nhăn nhó khuôn mặt. Cô lấy tay giữ cổ họng trong nấc nghẹn, anh hốt hoảng chạy tới nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô, để thức ăn từ từ rơi xuống cùng lời nói bảo ban, em ăn chậm một chút. Tiếng ho khan của cô nấc lên. Khụ khụ, thức ăn ở dưới cổ họng làm cô khó chịu không ngừng. Sau khi xử lý được nó cô lại ấp úng căng thẳng, điện hạ, em, chưa để cô dứt lời nói tiếp thì anh bất ngờ tấn công cô bằng nụ hôn má ngọt ngào. Cô đỏ mặt cảm giác ngại ngùng lan tỏa khắp gương mặt, khiến cô không biết phải làm sao, để che giấu sự xấu hổ đang bùng lên trong lòng, hôn má rồi. Anh quỳ gối xuống nhìn thẳng vào mắt cô, không bằng lòng gả cho anh sao, cô bèn thanh minh tiếng lòng sâu thẳm của mình, không không phải như vậy. Anh cúi mặt thở dài ngao ngán, vậy là chê anh xấu à, cô vội vã xua tay giúp anh gạt bỏ suy nghĩ ấy, loạng choạng giải thích, không phải không phải, sao có thể thế được, anh đẹp trai đến nỗi có thể là minh tinh luôn đấy, nếu anh không đẹp vậy chẳng phải tôi càng khó nhìn hơn sao. Mọi lý do đều không phải, anh vuốt về mà cô hỏi rõ, vậy sao em không chịu gả cho anh. Nhìn khuôn mặt điển trai hoàn hảo từng đường nét chạm khắc, không tìm lấy được bất kỳ khuyết điểm nào. Mà cô không khỏi nghĩ suy trăn trở, đúng rồi sao mình lại không gả chứ, lấy tư cách của một đối tượng xem mắt mà nói, điện hạ quá ưu tú rồi, chiều cao 1m88, 8 múi rõ rệt, có bằng thạc sĩ, còn là huyết thống hoàng gia, gả cho anh ấy chính là một món hời. Suy nghĩ một hồi lâu đắn đo cân nhắc, lắng nghe tiếng gọi nơi con tim thổn thức đập liên hồi mãi. Cô bèn đưa ra đáp án, em gả. Anh cười tươi như ánh mặt trời ban mai tỏa nắng khen ngợi cô, ngoan lắm. Anh đứng dậy không thể chờ thêm phút giây nào nữa, sẵn sàng hành động, để anh đi gọi điện thoại cho cha em xác nhận chuyện hôn sự của mình. Cô quay cuồng trước tốc độ nhanh chóng, cũng không cần như vậy chứ. Nhìn theo bóng lưng cao to đầy ấm áp, anh đang vội vã gọi điện thoại cô bỡ ngỡ thốt lên, gấp đến vậy sao, và rồi cô lại chìm trong thế giới suy tư liên hồi. Hôn nhân, điều quan trọng nhất trong hôn nhân của hai người không phải là yêu nhau sao? Nhưng điện hạ anh ấy yêu mình sao? Cô nhắm mắt cố gắng trấn an bản thân mình. Không muốn căng thẳng vào buổi sáng nên gạt phát nỗi buồn phiền ngay lập tức, bỏ đi trước tiên không nghĩ nữa, biết không chừng ba mình cũng không đồng ý với anh ấy đâu. Ấy thế mà anh lại hí hửng tay cầm điện thoại, ngập tràn niềm vui bao la vô tận quay về phía người cô thông báo tin vui, ok rồi Diệp tiên sinh đồng ý rồi, cô lại một lần nữa phục thức ăn ra trong ngơ ngác, khuôn mặt đứng hình không tin được. Cô ho sặc sụa giật mình mà hỏi, ba tôi đồng ý rồi đủ. Anh vui vẻ ngập tràn niềm vui, đúng vậy, Diệp tiên sinh rất dễ nói chuyện. Cô giả vờ bình thản ăn uống mà trong đầu suy tư trăn trở, lão đầu này sao lại vậy chứ, còn anh có vẻ rất nóng lòng chờ mong về hôn sự này, chúng ta ăn xong bữa sáng trước, sau đó sẽ thương được chi tiết về chuyện hôn lễ. Cô cắn miếng bánh bao dở trên tay ngập ngừng trả lời, điện hạ có phải nhanh quá không, đặt bánh bao suốt đĩa, cô nghiêm túc đề nghị, hay là chúng ta đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng trái ngược với thái độ của cô, anh chống cằm suy tư ngày đêm trông ngóng. Không thể nào chỉ hoãn được, đợi, không phải ai cũng đợi được. Cô đỏ mặt chưa hiểu rõ được dụng ý của những lời nói này. Cô khẽ nhìn xuống bụng mình rồi phán đoán, không đợi được sao, điện hạ nói là đứa trẻ trong bụng mình sao. Bây giờ cô vỡ lẽ mọi chuyện mím chặt môi tư duy, sao mình có thể quên chuyện này được chứ. Cô xoa xoa lấy bụng cảm nhận từng nhịp đập rồi trăn trở, lẽ nào thực sự mang thai rồi. Cô nhìn về phía anh hoài nghi về quyết định vội vã nóng nảy của bản thân. Liệu có phải là con đường đúng đắn nên lựa chọn, cho nên anh vì đứa trẻ này mới kết hôn với mình sao? Nếu như vì có thai nên mới kết hôn, như vậy thật sự tốt đối với hôn nhân và đứa bé ư? Nhưng nếu thực sự có thai, điện hạ là người kế nhiệm, đứa bé trong bụng mình nhất định sẽ có quan hệ với hoàng gia, nếu không kết hôn với hoàng gia cũng nhất định sẽ không tha cho mình. Nhìn thấy cô thở dài ngao ngán làm cho anh sốt ruột lo lắng hỏi han,
Sao vậy? Cô vờ gãi đầu tìm ra một lý do thoát khỏi khung cảnh hiện tại. Không sao, không ngủ không đủ giấc, em muốn nằm lên giường thêm một chút. Anh mỉm cười đồng ý, đi đi. Bóng dáng cô khuất dần cô lên căn phòng rồi, nhưng anh vẫn dõi theo nhìn cô bằng tất cả tình yêu và sự chiều mến nồng cháy từng cung bậc cảm xúc. Trên giường cô trăn trở lật qua lật lại, không tài nào có thể ngủ được dễ dàng. Tâm trí cô cứ mãi quay cuồng với những suy nghĩ và cảm xúc rối bời, khiến cô không thể tìm thấy sự yên bình để chìm vào giấc ngủ. Tại sao mình lại bị ma ám mà đồng ý cơ chứ? Bây giờ hối hận có kịp không? Điện hạ sẽ không diệt mình chứ? Cuối cùng cô thở dài quyết định ngồi dậy không nằm nhoài mệt não suy nghĩ nữa, bỏ đi vẫn nên trở về trường đã. Bước xuống nhà không thấy bóng hình của anh ở đây nữa. Cô nắm chặt tay hân hoan vui sướng, điện hạ không ở đây tốt quá rồi. Dì Lâm thu dọn nhà cửa ngoảnh lên thông báo với cô một tiếng, điện hạ đi chạy rồi. Cô ngơ ngác, chưa rõ mọi chuyện nên bèn hỏi lại, chạy sao? Dì Lâm nói cho cô biết thói quen sinh hoạt của anh. Đúng vậy, mỗi ngày, cậu ấy đều chạy 10 km. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, gắt gỏng ra tay chỉ bảo với thái độ cao có. Dì Lâm, giúp tôi thu dọn hành lý. Ngồi một đêm trên máy bay mệt chết tôi rồi, tôi đi tắm trước đây. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn thấy cô thì hét lên. Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to và miệng hơi há ra trong sự bất ngờ. Cô ta là ai? Cô quan sát nhất cử nhất động của người phụ nữ lạ mặt, chăm chú xem biểu hiện của cô ta mà đoán mò. Hình như cô ta rất quen thuộc với nơi này, lẽ nào là bạn gái của anh ấy sao? Người phụ nữ lạ mặt bước vào phòng tắm thư giãn sau khoảng thời gian mệt mỏi. Cô ngồi ở ghế sofa cố gắng bình ổn lại cảm xúc xáo trộn, ghép nối những thông tin chi tiết mà ngẫm nghĩ, chỉ có bạn gái mới có thể quen thuộc như vậy. Cô quan sát những họa tiết đường nét, cách bài trí trong khuôn nhà mà thất vọng, chả trách ở đây có nhiều đội phụ nữ như vậy, căn phòng này bố trí rất tốn công. Nỗi buồn và sự tủi hổ ập đến bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy nặng nề và choáng ngợp, cho nên người phụ nữ đó rất quan trọng với điện hạ sao? Nói như vậy quả nhiên là tự mình đa tình rồi. Bây giờ cô căm giận đến mức tức tối, khuôn mặt cô trở nên rất khó coi, thể hiện rõ sự bực bội và phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực dường như đang bùng cháy trong lòng, làm cô không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Bản thân có bạn gái rồi còn cầu hôn mình, quả nhiên là bị chơi đùa rồi không vui một chút nào. Bỗng người phụ nữ lạ mặt lên tiếng gọi, này cô qua đây, lau tóc cho tôi. Cô ngỡ ngàng không tin chỉ thẳng vào mặt mình, tôi sao? Cô từ chối một cách thẳng thừng và quyết liệt, thật ngại quá tôi không biết. Người phụ nữ khoanh tay tức giận trách móc, ngay cả lau tóc cũng không biết, sao tiêu chuẩn chọn người của Nam Uyển lại thấp như vậy. Lúc này thì dì Lâm ra giải vây, Đoan Mộc tiểu thư cô hiểu nhầm rồi, Diệp tiểu thư không phải người hầu ở đây, cô ấy là khách của điện hạ. Đoan Mộc trở nên kênh kiệu, khinh bỉ trong từng ánh mắt, lại là một nữ sinh mặt dày bám theo học trưởng. Dì Lâm vội vã lên tiếng đính chính, Đoan Mộc tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi, Diệp tiểu thư, cô ấy... Đoan Mộc bỏ đi trong tức giận không muốn nghe bất cứ thêm lời dài dòng nào nữa, bỏ đi chỉ là một người không quan trọng, đừng làm bẩn tai của bổn tiểu thư, tôi đi ngủ một lúc đây. Khi cô ta chuẩn bị bước đi thì bị gọi lại, cô đứng lại cho tôi. Đoan Mộc quay người cáu kỉnh, cô gọi tôi sao? Cô tức tối nhưng nở nụ cười khinh bỉ đáp, không thì sao, cô là một người không quan trọng tại sao lại xuất hiện trong nhà vị hôn phu của tôi. Cô ta nhíu mày há hốc, cô nói ai là vị hôn phu của cô? Cô tỏ vẻ kiêu ngạo đắc chí, còn ai khác sao, chủ nhân của ngôi nhà này là ai? Ai là chồng chưa cưới của tôi? Đoan Mộc tức giận nắm chặt tay, cô. Đoan Mộc tức giận giơ tay lên với quyết tâm chuẩn bị tát cô, để dạy cho cô một bài học. Vẻ mặt cô ta thể hiện sự không hài lòng sâu sắc, cơn giận dữ rõ ràng. Cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ, tôi mới là bạn gái của anh ấy. Nhanh như chớp Lưu Sa nắm lấy tay cô ta ngăn cản lại hành động này. Cô lên mặt kiêu ngạo, vị tiểu thư này rốt cuộc là ai mới không biết xấu hổ, điện hạ không phải người ai muốn cũng có là được đâu. Cô buông tay Đoan Mộc trong lạnh nhạt hững hờ, Đoan Mộc chỉ biết căm phẫn mà gầm gừ, cô, thấy Lưu Sa đang rất phấn khích, chơi trò mắt lẻo thì Đoan Mộc nắm chặt cổ tay của mình rồi thách thức, có giỏi thì gọi thử xem. Ở đầu dây bên này giọng nói trầm ấm của anh văng lên, hửm, sao vậy, cô tỏ ra nũng nịu cố gắng ép nước mắt ra để nói bằng chất giọng tổn thương. Anh yêu, ở nhà có một người tự nhận là bạn gái của anh đó, vị tiểu thư này thật hung dữ, người ta sợ quá cô ấy còn muốn đuổi em đi nữa. Cô diễn tỏ vẻ đáng thương và bi thảm, không khác gì một nhân vật trà xanh, khiến người khác không khỏi cảm thấy đồng cảm và xót xa. Nếu không thì em đi trước, em sẽ không làm phiền anh và bạn gái anh nữa đâu. Nghe thấy vậy thì anh bèn cho hỏi, quản gia là ai đến? Người quản gia nhanh chóng bẩm báo, là Đoan Mộc tiểu thư. Đoan Mộc khoanh tay vẻ mặt vô cùng thỏa mãn đón chờ kịch hay phía trước,
hư tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi làm thế thì có thể mê hoặc được anh ấy hay sao? Cô cố ý bật loa ngoài thật to để Đoan Mộc vểnh tay lên nghe, thông báo cho quản gia tiễn Đoan Mộc tiểu thư đi. Đoan Mộc vô cùng thất vọng, kèm theo đó là cơn giông bão tố tức tối ùa đến. Cái gì? Anh lại lên tiếng nói tiếp, nói với quản gia không có sự cho phép của anh, không bao giờ cho phép một người phụ nữ thứ hai nào xuất hiện trong nhà. Đoan Mộc hoàn toàn thua cuộc, tay chân run lẩy bẩy vì lo sợ và bất lực. Trong trạng thái yếu thế, cô ta chỉ thẳng vào mặt cô, vẻ mặt hiện rõ sự thất bại và bối rối, không thể giấu nổi sự tổn thương và thiếu tự tin trong từng cử động của mình. Cái này. Cô khoái chí cười hi hi, xả được một cơn giận tức tối, cô Đoan Mộc làm ơn mời. Cô ta rời đi trong vẻ uất ức không cam chịu, không quên gào lên, cô đợi đó cho tôi. Lúc này cô mới nhận ra bản thân làm hơi lố, bèn thắc mắc, điện hạ lát nữa trở về chắc không trách ta phải không? Dì Lâm mỉm cười cam đoan, cô yên tâm đi, ngày ấy rất dịu dàng tình cảm. Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm lúc trước là cô đã lạnh đến thấu xương, dịu dàng gì có chắc không đó. Sau đó cô thở dài tạm quên những rắc rối vừa rồi, thôi không nói chuyện đó nữa. Dì Lâm thông báo, Diệp tiểu thư điện hạ lập tức trở về ngay. Cô vừa quay người bước đi vừa dặn dò, dì Lâm nói với điện hạ là tôi sắp phải trở về với trường học nha. Trên xe cô vẫn nhớ mãi câu nói khẳng định chủ quyền của anh nói với quản gia, không có gì cho phép của tôi, không được cho phép sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai ở đây. Cô vừa hạnh phúc vừa nghi hoặc, sao cứ thấy ảo ảo sao thế, vì sao điện hạ lại đối xử tốt với mình như vậy? Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã đi nhầm đường, bác tài không phải đi sai đường rồi sao? Bác tài giải thích với cô, xin lỗi Diệp tiểu thư, nữ hoàng điện hạ muốn gặp người một lúc. Nghe đến cái tên này làm cho cô giật mình, nữ hoàng. Cô vô cùng căng thẳng đứng ngồi không yên, trên chiếc xe cứ bồn chồn thấp thỏm, cô không thể nào hình dung tưởng tượng được sự việc phía trước, vì sao nữ hoàng lại muốn gặp mình, chẳng lẽ điện hạ đã nói cho nữ hoàng rồi sao? Thoáng chất một cái đã đến nơi chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Trên đường đi gặp nữ hoàng, tâm trạng cô lên cao rồi tụt xuống như trò chơi chứng khoán chưa lúc nào bình lặng, nơi này cũng không phải là hoàng thành, hẳn là biệt viện của nữ hoàng rồi. Nếu nữ hoàng hỏi mình về điện hạ mình nên trả lời như thế nào đây? Người hầu nữ nhẹ nhàng mở cửa. Cô ấy mỉm cười cung kính, Diệp tiểu thư, mời. Cô đặt tay lên cơ thể cố gắng che giấu đi sự bất ổn bên trong. Người hầu nữ dẫn cô tới rồi báo cáo, điện hạ, Diệp tiểu thư tới rồi. Trước mặt cô là một vị điện hạ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ăn mặc sang trọng từ đầu đến chân, trải chuốt từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô chính là Diệp tiểu thư sao? Cô bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng của nữ hoàng, không thể rời mắt trước sự lôi cuốn và khí chất tỏa ra. Nữ hoàng đúng là đẹp y hệt trên TV mà. Rồi cô đáp, dạ. Nữ hoàng tay cầm ly trà, ánh mắt sắc bén không quên tra hỏi, giọng nói đầy uy quyền và sự nghiêm khắc, nghe nói tối qua cô ngủ ở Nam Uyển. Cô căng thẳng bấm bụng nghĩ thầm trong lòng, cố gắng trấn an bản thân trước tình huống khó xử này, tin tức sao lại lan truyền nhanh đến như vậy. Ánh mắt nữ hoàng sắc bén và lạnh lùng thể hiện rõ sự không hài lòng, dạy dỗ với một vẻ nghiêm khắc khiến người đối diện không khỏi run sợ. Diệp tiểu thư, cô có biết không, phụ nữ không nên qua đêm ở nhà đàn ông. Trong đầu cô xuất hiện vẻ mặt nghiêm khắc trừng trị của nữ hoàng cao có thốt lên, phụ nữ không nên qua nhà đàn ông, làm cho cô hốt hoảng bồn chồn trong lòng, nay lại càng thêm căng thẳng hơn nữa. Xem ra là có người cáo trạng rồi, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có mỉm cười mà rằng, hoàng đế bệ hạ là... Bỗng nhiên có một lời nói chanh chua vọng về, dì Đoan, dì nói thục nữ với không thục nữ với cô ta sao? Đoan Mộc xuất hiện với vẻ kiêu sa, bây giờ đến lượt cô ta lên mặt dạy đời, dám dân thường thô tục như họ làm sao có thể hiểu được mấy thứ này cơ chứ? Mới sáng sớm đã gặp phải cô ta hai lần, khiến cho cô nóng giận nổi cơn thịnh nộ đùng đùng, thì ra là cô ta. Đoan Mộc chạy đến ôm chầm lấy bệ hạ, hết sức nịnh nọt lấy lòng tỏ ra thân thiết hết mức, dì Đoan, dì không biết rồi. Đám dân thường thấp kém bọn họ vì chút lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm được. Cô tức giận cạn lời, người phụ nữ này thật là không thể chịu bị sỉ nhục xỉa sói một cách vô cớ như vậy. Cô đứng dậy đấu tranh một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Đoan Mộc tiểu thư, hình như cô có định kiến với thường dân chúng tôi. Cô ta không ngần ngại bày tỏ sự khinh bỉ coi thường tuyệt đối. Có thành kiến hay không Diệp tiểu thư trong lòng rõ. Diệp tiểu thư, ta nhìn thường dân như cô nhiều rồi, luôn cho rằng cởi đồ là có thể trèo cao. Tôi nói cho cô biết, điện hạ chỉ chơi đùa với cô mà thôi. Nữ hoàng im lặng mỉm cười mặc kệ cho Đoan Mộc thỏa sức nói lời sằng bậy, cứ nhắm nhi thưởng thức ly trà. Loại dân thường thấp kém như cô vừa ra đời đã chảy trong miệng giọt máu bẩn thỉu, tốt nhất là cô nên thức thời chút sợ, rời xa điện hạ đi. Cô không tỏ ra yếu kém, vẫn bình tĩnh khẳng khái đáp lại, Đoan Mộc tiểu thư, mở miệng là một câu dân thường,
lẽ nào quý tộc các người không nhận thuế của chúng tôi sao? Cô mỉm cười hết lời chê bai, Đoan Mộc tiểu thư nói tôi nhân phẩm không tốt, vậy tại sao cô mới sáng sớm đã xuất hiện trong nhà vị hôn phu của tôi vậy? Đoan Mộc cứng ngắc đã bị cô ấy nắm thóc không biết phản kháng như thế nào mới phải, chỉ biết la lối, cô. Ánh mắt của nữ hoàng sắc bén nghiêm nghị nhìn về phía trước, nữ hoàng đặt tách trà một cách nóng giận tiếng kêu vang lên, đủ rồi, bà ta ra mặt bảo vệ hết mực cho Đoan Mộc, là tôi bảo con bé qua đấy từ sáng sớm. Sao, Diệp tiểu thư có ý kiến gì? Cô vội xua bàn tay bất giác, cô không dám bày tỏ suy nghĩ nữa, không có, chỉ là tôi cảm thấy hoàng hậu bệ hạ thân phận tôn quý, nhất định sẽ công bằng với dân thường và quý tộc. Bà ta mỉm cười chua chát, Diệp tiểu thư có thể không quá hiểu rõ, Mạch Bạch với con bé lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm thanh mai trúc mã không sánh với hoa cỏ bên đường được. Cô hiểu rõ những lời nói sắc bén như dao, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là như mũi tên đâm thẳng vào tim cô, dùng miệng lưỡi sắc bén. Ý tứ là Đoan Mộc Văn Anh là vương phi tương lai mà hoàng gia đã định. Bà ta tiếp tục cảnh cáo, Diệp tiểu thư cô rất thông minh, tôi nghĩ cô sẽ hiểu ý tôi. Mấy trăm năm nay hoàng tộc chúng tôi chưa từng ly hôn với thường dân, cho dù là bên chi cũng không ngoại lệ. Không bằng Diệp tiểu thư nắm lấy cái lợi trước mắt. Là một người nhanh nhẹn cô hiểu rõ, cô tỏ ra ngập ngừng ấp úng, ý của hoàng hậu bệ hạ là, trong lòng cô vô cùng coi thường cách làm này, thì ra là muốn dùng tiền đuổi người. Đoan Mộc tiếp lời, Diệp Lưu Sa mặc dù bộ dạng của cô rất hà tiện, nhưng không thể không thừa nhận cô rất thông minh. Hoàng hậu đại nhân mỉm cười ra giá để tống cổ cô, để tình Mạch Bạch cho cô 1.000 vạn, đi được bao xa thì đi, đừng bám theo con trai tôi nữa. Cô thở dài ngao ngán làm ra vẻ mặt thất vọng chê bai, có 1.000 vạn, hoàng thất nghèo như vậy sao? Đoan Mộc cho rằng, cô là kẻ tham lam hút cạn máu người bằng tiền nên chỉ tay cảnh cáo, Diệp Lưu Sa cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cô khoanh tay nháy mắt trực tiếp đối đầu với cô, không sợ hãi hay e dè bất cứ điều gì nữa thẳng thắn ngả bài. Ôi chao Đoan Mộc tiểu thư cô đừng tức giận, tôi chỉ là nói sự thật thôi mà. Cô bắt đầu dùng lý lẽ kể lại, thật sự lúc trước có một người mẫu quấn lấy anh trai tôi, cha tôi cũng dùng tiền đuổi đi. So với các người tôi thấy cha tôi còn có thành ý hơn rất nhiều, lúc đó tốt xấu gì cũng đưa cho người mẫu nhỏ đó một hòn đảo. Hơn nữa đó là hòn đảo siêu to khổng lồ, các ngươi vậy mà chỉ đưa ra 1 vạn. Cô vỗ tay trêu tức, hoàng hậu bệ hạ, hay là thế này đi. Cô chống cằm đến lượt mình ra giá, các ngươi muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý để tôi gả cho điện hạ, 1 tỷ đủ không? Cô dùng lời nói chọc tức nỗi đau của họ, ôi chao lão cha của tôi cho người mẫu nhỏ đó mấy trăm triệu, công tước đại nhân sẽ không đáng tiền bằng người mẫu đó chứ. Lúc này hoàng hậu đã lên cao trào đỉnh điểm nóng giận, hỗn xược. Bà ta quát lớn ị ôi, thường dân mà dám nói với ta như vậy. Bà ta tiến bước đến hành động, xem hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi thế nào, nên nhớ rõ thân phận của bản thân mình. Bà ta định giơ tay tát mạnh vào người cô. Cô nhắm mắt trong lo sợ. Sau một hồi bình an vô sự cô mở mắt với âm thanh, chuyện gì khiến cho mẫu thân tức giận như vậy, nhất định là Sa Sa đã chọc giận người rồi. Xin lỗi con sẽ dắt cô ấy về ngay. Anh lúc này xuất hiện đứng ra ngăn cản bảo vệ cô. Hoàng hậu sửng sốt thốt lên, Mạch Bạch con. Anh cầm tay dắt cô đi nói, trở về con nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy, tạm biệt mẫu thân. Nắm chặt tay anh trên đường trở về cô không khỏi buồn chồn, nghĩ ngợi suy tư rất nhiều, thực ra hoàng hậu bệ hạ nói không hẳn hoàn toàn vô lý. Nhìn về người đàn ông quá hoàn hảo, rất đỗi tuyệt vời trước mặt ngỡ như không thể nào chạm đến, cô lại buồn phiền, thân phận của bọn mình thật sự khác biệt quá lớn. Hiểu rõ được tâm tư cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn cô, anh ngoảnh về phía nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng. Đừng để tâm tới lời của mẫu hậu, em lấy tôi không phải lấy bà ấy. Thế nhưng chỉ một lời nói không thể nào làm cô hết nỗi vướng bận. Nhưng mà, anh mỉm cười khẽ chạm vào vai cô, đừng nhân nhị gì nữa. Đi, dẫn em đi thử váy cưới. Cô ngỡ ngàng ngạc nhiên, thử váy cưới sao? Một lát sau họ đã đến cửa hàng váy cưới. Ở đây bày ra rất nhiều bộ đồ váy cưới đa dạng màu sắc lấp lánh, kiểu dáng phong cách độc đáo khác nhau. Nhân viên cửa hàng trưng bày niềm nở mời chào hấp dẫn. Diệp tiểu thư những kiểu dáng này đều là do ông chủ XL của chúng tôi tự tay thiết kế đó, mời cô lựa chọn. Cô vô cùng ngạc nhiên đôi mắt nở hoa, nhìn vào những bộ thiết kế đẹp mắt cuốn hút đó không ngừng cảm thán. Váy cưới thương hiệu XL đã từng là giấc mộng xa vời của vô số cô gái đó, chứ đừng nói là do chính tay cô ấy tạo ra. Hạnh phúc trào dâng trái tim chìm đắm trong bể ngọt tình yêu, cô quay sang hỏi về những thắc mắc giấu kín trong lòng. Điện hạ sao đột nhiên ngài lại đối tốt với tôi vậy, tôi có hơi được cưng mà sợ rồi đây nè. Anh không trả lời cô mà chỉ mỉm cười yêu chiều, khoan hãy cảm động vội đi, thử đồ trước đã. Thế nhưng cô không thể nào an tâm cứ như vậy bước đi mà phải xác định rõ ràng,
Điện hạ có một chuyện tôi nhất định phải hỏi kỹ mới được. Anh ánh mắt trìu mến nhìn cô hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô quay sang hỏi liên tục, điện hạ thân phận ngài cao quý lại ưu tú như vậy, có rất nhiều cô gái con nhà quý tộc đang đợi ngài lựa chọn, nhưng... Đôi mắt cô mở to tròn không thể nào hiểu được. Nhưng sao ngài lại chọn tôi thế, tôi bình thường như vậy. Anh mỉm cười nhìn xuống, cưới em đương nhiên là vì... Cô nhìn anh mong đợi câu trả lời. Anh nhìn thẳng mắt cô rồi hôn lên đầu cô nhẹ nhàng bảo, tôi yêu em. Ở bên này Tiểu Lâm cũng đang thử váy cưới, cô ta vô cùng vui vẻ háo hức đón chờ ngày lấy chồng. Trưng diện lộng lẫy mà hỏi, Tồn Hạo em có đẹp không? Thế nhưng Khương Tồn Hạo vẫn chăm chăm nhìn điện thoại, mảy may không đả động đến cô ta, không đỡ nhìn cô ta một cái mà đã trả lời, đẹp lấy bộ này đi. Ánh mắt anh đăm chiêu như thế có chuyện quan trọng cần giải quyết ở điện thoại, thì ra anh ta đang nhắn tin với Lưu Sa. Sa Sa, anh sắp đính hôn rồi anh có thể gặp em một lần nữa không? Anh có vài chuyện muốn nói với em. Trịnh Tiểu Lâm nắm chặt tay không thể nào chấp nhận được, nước mắt cô ta trực cao sắp tuôn rơi. Anh ấy chưa từng chân chính nhìn thấy mình một lần. Cô ta tiến lại gần quan tâm an ủi, Tồn Hạo, cô ta ghé sát người thể hiện tình cảm nồng cháy vun vén tình yêu lứa đôi, tối nay có muốn đến? Thế nhưng Khương Tồn Hạo đứng dậy trực tiếp thẳng thừng nói, Tiểu Lâm cô yên tâm, nếu chúng ta đã đính hôn rồi, vậy sau này tôi sẽ đối xử với cô đàng hoàng. Thế là anh lạnh lùng bảo với nhân viên, lấy bộ cô ấy đang mặc gọi lại đi. Trịnh Tiểu Lâm ngồi thụp xuống nhìn thấy điện thoại, cô ta đã thấy trọn toàn bộ tin nhắn mà hắn muốn gửi. Cô ta nắm chặt tay không cam lòng. Nỗi bất hạnh căm thù bấy lâu nay không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được, lại là cô Diệp Lưu Sa. Khương Tồn Hạo cầm lấy điện thoại giả vờ bảo với cô ta, hôm nay tôi còn có chuyện đi trước, lát nữa cứ gọi tài xế đưa cô về trường học. Trịnh Tiểu Lâm vờ như chưa hề hay biết chuyện gì vẫn mỉm cười, dạ được. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cô ta căm phẫn đến nỗi bực tức nước mắt tuôn ra. Tại sao qua nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể quên được con nhỏ đáng ghét đó. Cô ta nhớ về thủ đoạn ngày xưa bản thân đã từng làm, cô ta đến tìm hắn đưa hắn vào bẫy, Khương Thiếu Xa Xa bảo tôi tìm anh, tôi dẫn anh đi tìm cô ấy. Nghe thấy tên gọi của người yêu hắn lập tức đồng ý, được. Cô ta bèn đưa hắn say nhèm vào phòng rồi nằm bất động lên đó, Khương Thiếu Gia nằm đây nghỉ ngơi một xíu, Xa Xa sắp tới rồi, trong cơn say hắn liên tục nhớ mong chờ đợi Lưu Xa. Xa Xa anh yêu em sau này anh sẽ không cãi nhau với em nữa đâu. Trà xanh ánh mắt rực sáng lửa, thỏa mãn với kế hoạch chu toàn của bản thân. Cô ta rút trong túi quần điện thoại của hắn ra rồi nhắn tin với Lưu Sa. Sa Sa xin lỗi anh lỡ uống nhiều rồi em có thể tới đón anh không? Sau khi nhắn xong trà xanh mỉm cười với suy nghĩ bản thân sắp được yêu thương chiều chuộng, và thế là cô cởi áo hắn ra, không ngần ngại dựng hiện trường đầy thủ đoạn. Trong căn phòng khi Lưu Sa tới, cô ta giả vờ òa khóc nức nở. Sa Sa, cậu nghe tôi giải thích. Đến bây giờ nhớ lại nước mắt cô ta lại rơi. Nhưng đó là nước mắt căm hận thù hận, tất cả là tại mày, Diệp Lưu Sa, những năm nay anh ấy không bằng lòng chịu động vào tao dù chỉ một cái, Diệp Lưu Sa tao nhất định phải hủy diệt mày. Buổi tối hôm đó khi bầu trời đã chuyển tối, cô đang thong dong lướt web chơi trên máy tính. Bỗng nhiên có một số gửi tin nhắn đến điện thoại của cô, xin chào xin hỏi cô là bạn cùng phòng của Lovi phải không, cô ấy uống say rồi, cô có thể đón cô ấy không, tại địa chỉ này nhé. Đọc điện thoại xong cô lập tức trả lời. Tôi sắp đến rồi, cô vội vã mang theo túi sách ra đường đám bạn thầm nghĩ, chả trách bây giờ còn chưa về, cái cậu Lovi này học uống rượu từ khi nào vậy? Cô tiến đến quán rượu trong địa chỉ, đó là một nhà hàng xa hoa và sang trọng. Cô vừa tiến tới thì đã hỏi thăm, xin hỏi Lovi đang ở đâu, tôi đến đón cô ấy. Một cô gái niềm nở vui tươi sảng khoái trả lời, cô là bạn cùng phòng của Lovi, tôi là bạn cấp 3 của cô ấy, cô ngồi xuống trước đi. Cô ngỡ ngàng có chút bối rối, Lovi ở đâu? Cô gái vẫn chưa chịu trả lời rót cho cô cốc nước cùng nụ cười tươi tắn. Cô đừng gấp gáp uống nước đi, cậu ấy đã tỉnh mới đi vào nhà vệ sinh rồi, chắc sẽ quay lại ngay đó. Nghe vậy cô bèn ngồi xuống chờ đợi, cảm ơn, cô không hề đề phòng hay cảnh giác nào cứ thế cho nước vào miệng. Cô gái đối diện bỗng nở nụ cười bí ẩn đầy đáng sợ. Đợi chờ một học hồi lâu thời gian đã trôi đi khá dài, thế mà Lovi vẫn chưa xuất hiện. Cô bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên được nữa rồi, sao Lovi còn chưa về vậy? Đầu cô cảm thấy choáng váng đau như búa bổ, đôi mắt lờ đờ không còn tỉnh táo nữa, sao đột nhiên mình cảm thấy khó chịu thế này. Và thế là cả cơ thể cô nóng bừng đỏ ran khắp người, cô ngã xuống ghế sofa trong sự bực bội, ôi nóng quá. Cô gái bèn đi ra gặp những người đàn ông nói những điều gì đó. Cô ta nở nụ cười sáng khoái thỏa mãn, con nhỏ đó là của các người không cần nương tay đâu. Những tên đàn ông cặn bã này thấy thế thì vô cùng thích thú tiến vào gần, mà không ngần ngại.
Cô ta cười với thủ đoạn thâm sâu hiểm độc, cô chính là Tiểu Lâm ngụy trang. Diệp Lưu Sa, tôi muốn cô phải nếm trải mùi vị này, ha ha. Một trong ba tên tiến đến kéo lấy người của Lưu Sa. Cô bàng hoàng tỉnh dậy vô cùng khó chịu mà hét lên, các ngươi là ai? Đừng động vào ta, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mấy người muốn làm gì? Những tên đàn ông này nghe thấy tiếng hét của cô thì càng vui vẻ sảng khoái hơn nữa. Ôi chà, là một em gái hung dữ, tôi đây thích nhất kiểu người như thế này. Thế là bọn chúng không nương tay nữa, trực tiếp hét lớn, mau bắt cô ta lại cho tôi. Cô cố gắng vùng vẫy dùng chút sức lực tỉnh táo cuối cùng để chạy đi trốn thoát, phải mau rời khỏi nơi đây mới được. Tên mặc áo trắng lấy ra con dao sắc bén nhọn hoắt, con đàn bà đáng ghét, xem hôm nay tôi xử lý cô như thế nào. Chạy được một lúc thì nhiệt độ cơ thể cô tăng cao làm cho hai chân mềm nhũn, cả cơ thể run rẩy không thể nào kháng cự lại được nữa, cơ thể nóng quá mình không còn sức nữa rồi. Chân cô rất đau, bước đi trên sàn vô cùng khó khăn, và thế là một giây sau không trụ được nữa, cô tự mình ngã xuống. Tên mặc áo trắng cười đùa thích thú, hắn ta cầm chiếc dao chuẩn bị cho cô một nhát. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy hắn ta, khiến cho tên áo trắng vô cùng đau đớn quằn quại. A, đau quá, anh lại xuất hiện kịp lúc, anh gương mặt lạnh như băng cảnh cáo, nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Biến, thanh niên này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà vẫn hô to ầm ĩ, tên khốn nào lại dám. Ngay lập tức một cú đấm lao thẳng vào phía hắn ta. Cú tấn công mạnh mẽ táo bạo dứt khoát của anh, làm cho hắn ta ngã sấp mặt cả người loạn choạng. Sau đó anh lập tức xử lý những tên cặn bã còn lại, nhanh chóng đuổi bọn chúng, cút ngay cho ta. Anh thần tốc chạy về phía cô nhẹ nhàng bảo, xa xa. Anh tiến lại gần an ủi bế cô lên, xa xa, không sao rồi. Anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô rời khỏi nơi này, còn chút ý thức cuối cùng cô nói thầm, điện hạ anh tới rồi. Chiếc xe chở cô về nhà trong an toàn, trên xe cô ôm lấy anh cả cơ thể bừng nóng nhiệt độ tăng cao, điện hạ. Toàn thân cô đau nhói, lời nói ngày càng một yếu ớt hơn nữa. Điện hạ tôi, cô nắm chặt tay nhưng không chịu nổi. Cô thở hổn hển, nhịp tim đập liên hồi, luôn miệng kêu la, nóng quá, tôi chịu sắp không nổi nữa rồi. Anh nhìn dáng vẻ của cô rồi trầm ngâm, xem ra hiệu quả của thuốc phát huy rồi. Cô mím môi chặt cố gắng bình tĩnh, nhưng rồi đều bất lực, cô khoác tay lên vai anh chủ động ôm lấy cổ anh, nói ra những lời bá đạo, điện hạ ngài là người đàn ông của tôi có biết không? Cô nhìn đôi môi mỉm cười tuyệt vời của anh, quan sát ngũ quan tuyệt tác vuốt ve nó, khuôn mặt này thực sự quá hoàn mỹ. Bàn tay cô đặt lên người anh cảm thán, còn có cơ thể hoàn mỹ này nữa. Anh ngăn cản cô, đừng làm loạn, đáng ghét. Thấy tình hình bất ổn, anh nóng vội ra lệnh, lái xe mau lên. Người tài xế nhanh chóng đạp ga thật nhanh, phóng như tên lửa nhanh nhất có thể lao vút về phía trước. Cô đỏ mặt khẽ khàng thở hồng hộc, điện hạ tôi. Người cô dí sát vào cơ thể anh, xích gần khoảng cách như không có khẽ hở, cô bất ngờ hôn lên đôi môi anh trong sự ngỡ ngàng của chính anh.